Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 118. Bấy giờ kiếm vực và huyết vực của Diệp Huyên đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhất là huyết vực. Sau khi Diệp Huyên kích hoạt huyết mạch chi lực, huyết vực cũng có được sức mạnh mà trước đây chưa từng được có. Một luồng kiếm quang đỏ lòm đột nhiên chém xuống từ trong huyết vực nọ. Xoẹt! Sức mạnh huyền ung phóng thích ra ngoài lập tức bị chiêu kiếm này chém nát. Kiếm của Diệp Huyên cũng chém thẳng vào đầu huyền ung, cơ thể ông ta thoáng chốc đã bị chia thành hai nửa. Mà khi linh hồn của huyền ung vừa định bỏ chạy, thì chẳng biết tự khi nào kiếm trong tay Diệp Huyên đã đổi thành chấn hồn lập tức đâm xuyên qua giữa hàng mày của huyền ung. Linh hồn cường đại của huyền ung lập tức bị hấp thu. Một chiêu kiếm chém nát cơ thể. Một chiêu kiếm nuốt trọn linh hồn. Diệp Huyên thu tay lại. Kiếm chấn hồn trở về tỏng tay hắn, còn hắn thì cầm kiếm bước từng bước vào trong thiên môn, không hề quay đầu. Sau lưng hắn là một biển máu. Nổi sát niệm, tàn sát thế gian. Không điên cuồng, chẳng cần sống. Trước thiên môn, Bạch Đế Tử nhìn huyền ung bị một kiếm phân thây, nét mặt vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyên lại trở nên mạnh như thế. Chém chết cả một vị thần tướng. Lúc này, ánh mắt Bạch Đế Tử có vẻ nặng nề. Bây giờ đạo đình đang vườn không nhà trống, vì đạo chủng chi địa xâm phạm, hơn nữa còn là La Hầu tự mình dẫn quân, vì thế, đa số cao thủ của đạo đình đều đã đi đến vực thiên giới. Như nhớ đến điều gì, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, mau triệu hồi tứ đại thiên vương. Một giọng nói vang lên sau lưng Bạch Đế Tử, vâng. Lúc này, một thiên tướng đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Đế Tử, cung kính thi lễ, run rẩy nói, tinh quân, Diệp Huyên đã tiến vào tầng trời thứ nhất rồi. Nghe vậy, Bạch Đế Tử híp mắt, vừa định lên tiếng thì lại có một thiên tướng xuất hiện, tinh quân, Diệp Huyên đã tiến vào tầng trời thứ sáu. Bạch Đế Tử. Lúc này, Diệp Huyên đã giết tới tầng trời thứ 11. Thật ra mỗi một tầng trời trong 36 tầng trời đều có một cao thủ siêu cấp trấn giữ, nhưng trước đó Mộ Niệm Niệm đã giết chết cao thủ trấn thủ 33 tầng trời rồi. Cộng thêm việc lúc này đa số các cao thủ hàng đầu của đạo đình đã đi tới vực thiên giới, vì thế Diệp Huyên gần như không bị ai ngăn cản. Hắn giết thẳng tới tầng trời thứ 11, mà trong khoảng thời gian đó, hắn đã giết chết ít nhất cả nghìn thiên tướng. Tất cả đều bị giết chết trong nháy mắt. Lúc này, dù là chứng đạo cảnh cũng khó ngăn cản uy lực trong một kiếm của hắn. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã tấn công đến tầng trời thứ 20, mà lúc này, cao thủ hắn gặp phải đều là chứng đạo cảnh. Nhưng những cao thủ chứng đạo cảnh này vẫn không thể ngăn cản bước chân của hắn. Mộ Niệm Niệm chỉ giết chết người mạnh nhất của mỗi tầng trời, còn Diệp Huyên thì khác. Hắn gặp ai sẽ giết người đó, có thể nói. Hắn gần như đã giết hết tất cả cao thủ của các tầng trời. Tàn sát như thế, sát khí của Diệp Huyên càng ngày càng mạnh. Vào lúc Diệp Huyên đi tới tầng trời thứ 20, Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này, trong lòng ông ta hết sức dao động. Vì ông ta phát hiện hơi thở của Diệp Huyên lúc này mạnh hơn lúc ở thiên môn ít nhất không chỉ gấp đôi. Người này đang ngày càng trở nên mạnh hơn. Sao có thể? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, sau đó, ông ta phát hiện mấu chốt của vấn đề. Huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên đang ngày càng mạnh hơn. Đây là huyết mạch chi lực gì thế? Bạch Đế Tử nhíu mày, lúc trước ông ta từng điều tra về Diệp Huyên, nhưng ông ta lại quên mất huyết mạch của hắn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Bạch Đế Tử, hắn đang muốn ra tay thì một tiếng hét phẫn nộ chợt vang lên từ phía xa, láo xược. Sau đó, một tia hắc quang lóe lên. Diệp Huyên xoay người chém xuống một kiếm. Tia hắc quang kia lập tức nổ tung, mà Diệp Huyên cũng lùi lại mười mấy trượng. Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao to xuất hiện đối diện Diệp Huyên, người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu vàng, tay trái cầm một cây búa vàng. Tay phải cầm một cái ô vàng. Người đó chính là một trong tứ đại thiên vương của đại đình Đa Văn Thiên Vương. Nhìn thấy Đa Văn Thiên Vương, Bạch Đế Tử nhíu mày, Đa Văn, sao chỉ có một mình ngươi vậy?
Đa Văn nhìn Bạch Đế Tử, Tinh Quân, chiến sự ở vực thiên giới rất kịch liệt. Nghe vậy, Bạch Đế Tử xa sầm mặt. Lúc này, Đa Văn Thiên Vương nhìn về phía Diệp Huyên, giết tên danh này, một mình ta là đủ. Bạch Đế Tử nhắc nhở, đừng khinh địch. Đa Văn cười to, ta biết. Nói xong, gã đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó đập búa về phía Diệp Huyên. Phát búa này khiến tầng trời thứ 22 rung động kịch liệt giống như động đất, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên ở bên dưới đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn như có một biển máu, khiến người ta nhìn mà sợ. Diệp Huyên không tránh né, hắn đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt, một vùng huyết không bao phủ lấy hắn và Đa Văn. Ầm. Sau tiếng vang long trời lở đất, một bóng người liên tục lùi về sau chừng trăm trượng. Bóng người đó chính là Diệp Huyên. Trong vùng huyết quang kia, Đa Văn thuận tay vung búa, những huyết quang lập tức bị đánh tan. Đa Văn nhìn về phía xa, cười nhạt, danh con cũng có bản lĩnh đấy, không ngờ lại có thể đỡ được một đòn của ta. Tới đi. Dứt lời, gã đột nhiên biến mất, một khắc sau, một cây búa vàng đập xuống từ trên đầu Diệp Huyên. Dưới phát búa này, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên chợt ngẩng đầu gào thét, huyết quang từ trong người hắn dâng lên cao, chặn lấy phát búa đáng sợ kia. Thấy cảnh này, sắc mặt Đa Văn lập tức thay đổi, huyết mạch chi lực của ngươi là gì thế? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Đa Văn híp mắt lại, vung búa lên chặn lại. Ầm. Một vùng huyết quang đột nhiên bắn ra từ trong búa vàng, Đa Văn Thiên Vương lập tức lùi về sau, lúc này, Diệp Huyên tiến lên, trong nháy mắt vô số tia kiếm quang màu máu bao phủ lấy Đa Văn Thiên Vương. Ầm 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 ầm. Trong tầng trời có tiếng nổ không ngừng vang lên. Tuy Diệp Huyên không thể giết chết Đa Văn Thiên Vương, nhưng có thể áp đảo Đa Văn Thiên Vương trong nháy mắt. Thấy cảnh này, sắc mặt của Bạch Đế Tử trở nên càng khó coi hơn. Diệp Huyên lúc này thật sự quá mạnh. Phải biết rằng Đa Văn Thiên Vương là ngộ đáo cảnh đấy. Mà Diệp Huyên lại có thể dựa vào huyết mạch chi lực vượt hai cấp đấu với Đa Văn Thiên Vương. Đây không phải là nghịch thiên, mà là không bình thường. Huyết mạch chi lực. Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ông ta biết một vài huyết mạch chi lực rất đặc biệt, có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ông ta cũng chưa từng gặp huyết mạch của Diệp Huyên, thậm chí còn chưa từng nghe nói tới. Lúc này, phía sau đột nhiên có một tiếng vang lớn vang lên. Tiếng vang này cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Đế Tử, ông ta nhìn về phía xa, lúc này, Đa Văn Thiên Vương chợt lùi lại mấy trăm trượng, vô tận kiếm khí màu máu bao phủ xung quanh ông ta. Đa Văn Thiên Vương đột nhiên mở cái ô bên tay phải ra, gã vừa mở ô, vô số kim quang đã lan ra từ trong ô. Phụt 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 phụt. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí màu máu bị kim quang đánh tan, tiếng vỡ vụn vang vọng xung quanh. Diệp Huyên cũng bị những kim quang kia làm chấn động đến mức liên tục lùi về sau gần nghìn trượng. Sau khi hắn dừng lại, một lưới vàng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Đa Văn Thiên Vương đột nhiên đung đưa bảo ô trong tay, thu. Ầm. Bảo ô rung động kịch liệt, tấm lưới màu vàng di chuyển về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng tại chỗ, khi lưới vàng di chuyển đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên đâm tới một kiếm, ba loại vực đều xuất hiện. Ầm. Tấm lưới vàng bị chiêu kiếm của Diệp Huyên làm dừng lại. Lúc này, bảo ô trong tay Đa Văn Thiên Vương thoáng chốc biến mất, một khắc sau, vô số kình khí màu vàng lao tới xung quanh Diệp Huyên. Vèo 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 vèo. Huyết quang quanh người Diệp Huyên lần lượt nổ tung. Cùng lúc đó, Đa Văn Thiên Vương đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, hắn cầm búa vàng đánh xuống, búa gõ xuống. Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức vặn vẹo thành một hình dáng kỳ lạ. Diệp Huyên ngẩng đầu, hai tia kiếm quang màu máu đột nhiên bắn ra từ trong mắt hắn. Ầm. Hai tia kiếm khí chém lên trên cây búa lớn màu vàng, búa lớn không ngừng rung lên, nhưng cũng chỉ dừng lại, chứ không thể chém vỡ được nó. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm lên trên búa vàng. Cứng trọi cứng. Ầm. Toàn bộ tầng trời chợt rung động kịch liệt, Đa Văn Thiên Viên liên tục lùi lại trong không trung, Diệp Huyên cũng lùi lại gần trăm trượng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên thét to, hắn cầm kiếm nhảy lên,
chém về phía Đa Văn Thiên Vương trước mặt, sắc mặt Đa Văn Thiên Vương lập tức thay đổi, gã giơ bảo ô về phía trước đỡ lấy. Ầm. Huyết quang nổ tung trên đỉnh ô. Rắc. Bảo ô lập tức rạn nứt. Thấy cảnh này, sắc mặt Đa Văn Thiên Vương thay đổi, gã theo bản năng thu hồi bảo ô, mà lúc này, Diệp Huyên lại đâm một kiếm đến giữa chân mày của gã, Đa Văn Thiên Vương không tiếp tục rút lui, cũng không thể rút lui, gã vung búa vàng một cái, muốn đập lên đầu Diệp Huyên. Lấy mạng đổi mạng. Diệp Huyên không thu kiếm. Đa Văn Thiên Vương cũng không rụt búa về. Vụt. Chiêu kiếm kia của Diệp Huyên đâm thẳng vào cổ họng của Đa Văn Thiên Vương, còn búa của gã thì dừng lại ở chỗ cách đầu của Diệp Huyên mấy tấc. Vì đã có một thanh kiếm chặn nó lại. Kiếm chấn hồn. Kiếm chấn hồn tự di chuyển, không liên quan đến Diệp Huyên. Linh kiếm bảo vệ chủ. Kiếm chấn hồn của Diệp Huyên bây giờ cũng không phải kiếm chấn hồn bình thường, sau khi hấp thu vô số linh hồn của cao thủ, thanh kiếm này đã chứng đạo, dù không có Diệp Huyên, nó vẫn có thể đấu với một cao thủ chứng đạo cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên thu hồi kiếm linh trong tay hắn biến thành kiếm chấn hồn, đâm về phía giữa chân mày của Đa Văn Thiên Vương một lần nữa. Ầm. Trong nháy mắt, linh hồn của Đa Văn Thiên Vương lập tức bị hấp thu. Hai thanh kiếm. Một kiếm chuyên chém thân xác. Một kiếm chuyên phá linh hồn. Lúc nhìn thấy Đa Văn Thiên Vương bị chém chết, Bạch Đế Tử ở phía xa chậm rãi siết chặt tay phải. Ông ta không ra tay. Vì ông ta là tinh quân, là một trong những người không giỏi đánh nhau hiếm hoi của đạo đình. Ở đạo đình, ông ta cũng giống như quan văn, chủ yếu quản lý những việc lớn bé của đạo đình, còn việc đánh nhau không phải sở trường của ông ta. Đương nhiên không phải ông ta không biết đánh nhau, chỉ là không giỏi mà thôi. Diệp Huyên cất kiếm chấn hồn đi, hắn hút mạnh một hơi, trong nháy mắt, huyết dịch quanh người Đa Văn Thiên Vương lập tức bị hắn hấp thu. Trong lúc tàn sát, huyết dịch của mỗi một người bị hắn giết chết đều đã bị hắn hấp thu. Kiếm chấn hồn hấp thu linh hồn, còn hắn thì nuốt chửng huyết dịch. Sau khi hấp thu hết huyết dịch của Đa Văn Thiên Vương, Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên xách hai thanh kiếm tiếp tục tiến về phía trước, hắn đi tới tầng trời thứ 22, mà trong tầng trời này không có một bóng người. Trước đó, Bạch Đế Tử đã bảo người bên trong tầng trời thứ 22 đều rút lui. Những người đó ở lại nơi này chính là chịu chết. Thấy trong tầng trời 22 không có ai, Diệp Huyên tiến lên, lần này, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn. Trước thiên môn, Bạch Đế Tử nhìn về phía một thiên tướng, đi tới vực thiên giới, nói với Chân Võ Thiên Quân là Đa Văn chết rồi. Thiên tướng kia cung kính hành lễ, lặng lẽ lui xuống. Bạch Đế Tử nhìn 36 tầng trời, lại nói, ta muốn biết huyết mạch của người này bắt nguồn từ nơi nào, mau chóng điều tra. Vâng. Một âm thanh vang lên từ chỗ cách sau lưng Bạch Đế Tử không xa. Bạch Đế Tử chậm rãi nhắm mắt lại, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Diệp Huyên đã giết tới tầng trời thứ 27. Bây giờ, cả người hắn dính đầy máu. Tàn sát. Bản thân Diệp Huyên cũng không phát hiện ý muốn giết người trong đầu hắn càng mạnh, lực lượng của huyết mạch chi lực này sẽ càng đáng sợ. Lúc này, quanh người hắn tản ra sát khí đáng sợ chưa từng có, thậm chí còn mạnh hơn cả kiếm ý của hắn. Hơn nữa mỗi khi giết một người, sát khí trên người hắn sẽ mạnh hơn một phần, huyết mạch chi lực cũng sẽ được tăng cường. Giết càng nhiều cũng sẽ càng mạnh. Trưởng thành trong giết chóc. Đương nhiên cũng có thể sẽ chết trong giết chóc. Nhưng lúc đến đây, Diệp Huyên đã hoàn toàn mặc kệ sống chết rồi. Hắn đến đây, sau đó hoàn toàn kích hoạt huyết mạch chi lực cũng chỉ vì một chuyện, giết người. Sau khi giết tới tầng trời thứ 27, những cao thủ kia cũng không đối kháng nữa mà lựa chọn rút lui. Diệp Huyên bây giờ, không ai có thể ngăn cản. Mà Diệp Huyên cũng không định tha cho những người này. Truy sát. Cứ thế, Diệp Huyên điên cuồng đuổi theo những người kia, trong tầng trời thứ 27 không ngừng vang lên tiếng kêu rên. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã giết đến tầng trời thứ 33. Linh khí của nơi này nồng đậm hơn bên dưới rất nhiều,
hơn nữa còn có tinh thần khí cực kỳ tinh thuần. Diệp Huyên không đi hấp thu những tinh thần khí kia, nhưng thân thể hắn vẫn tự động hấp thu. Sau khi hấp thu tinh thần khí xong, Diệp Huyên đi tới lối vào tầng trời thứ 34, mà lúc này, huyết kiếm trong tay hắn hơi rung lên. Diệp Huyên dừng lại. Kiếm linh ngăn cản Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng im lặng ở lối vào một lúc, sau đó xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi tầng trời thứ 33, Diệp Huyên đi tới Vân Đoan, nhìn từ chỗ hắn, trên Vân Đoan là những thiên cung lơ lửng. Đạo đình có 36 thiên cung, 72 bảo điện. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, mục tiêu của hắn chính là Lăng Tiêu Điện bảo điện đứng đầu kia. Lăng Tiêu Điện chính là nơi ở của đạo tổ. Mà Diệp Huyên cũng không bỏ qua cho những đại điện và thiên cung mà mình đi ngang qua, nơi nào hắn đi qua cũng vô cùng lộn xộn. Thấy Diệp Huyên xông về phía Lăng Tiêu Điện, sắc mặt của Bách Đế Tử lập tức thay đổi. Trước đó ông ta đã ra lệnh cho những cao thủ của đạo đình tránh né Diệp Huyên, không liều mạng với hắn, đợi cao thủ của đạo đình trở lại từ lưỡng giới uyên, nhưng bây giờ ông ta không ngờ Diệp Huyên lại muốn đến Lăng Tiêu Điện. Đó là nơi ở của đạo tổ, là tôn nghiêm của đạo đình. Bạch Đế Tử cất lời, 36 thiên cương ở đâu? Phụt 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 phụt. Trong nháy mắt, những tia sáng bay lên từ xung quanh đạo đình, chẳng mấy chốc, 36 cao thủ hàng đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Bạch Đế Tử đang định cất lời, Diệp Huyên đột nhiên biến thành một tia kiếm quang biến mất. 36 cao thủ hàng đầu ở phía xa cũng biến thành lưu quang đuổi theo Diệp Huyên. Trong Vân Đoan, Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Xoẹt. Một tia kiếm quang bay xuống từ chân trời như thác nước. Thấy cảnh này, sắc mặt Bạch Đế Tử bên dưới đột nhiên thay đổi. Không ngờ Diệp Huyên lại mạnh hơn nữa rồi. Lúc này, một tia huyết quang chói mắt đột nhiên bắn ra từ chân trời, dưới huyết quang, 36 cao thủ hàng đầu chấn động đến mức liên tục lùi về sau. Một kiếm đẩy lui 36 cao thủ chứng đạo cảnh. Thấy 36 cao thủ hàng đầu còn muốn ra tay, Bạch Đế Tử chợt nổi giận, đừng ra tay, rút lui. Lúc này, ông ta đã phát hiện cao thủ chứng đạo cảnh hoàn toàn không thể làm gì Diệp Huyên. 36 cao thủ chứng đạo cảnh, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể chết ở nơi này, ít nhất không thể chết ở đây một cách vô ích. 36 thiên cương vừa muốn rút lui, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vụt! Một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Thấy cảnh này, sắc mặt 36 cao thủ thay đổi, vội vàng lùi về sau. Nhưng kiếm của Diệp Huyên lại nhanh hơn của bọn họ. Vụt! Một cao thủ cầm đầu bị kiếm của Diệp Huyên cắt ngang qua cổ họng, trong nháy mắt, đầu hắn ta mang theo máu tươi rơi xuống. Mà linh hồn và máu tươi trong cơ thể hắn ta cũng bị Diệp Huyên hút sạch trong nháy mắt. Một khắc sau, Diệp Huyên lại biến mất, sau đó, chợt có những tiếng chém nứt vang lên, sau mỗi tiếng đó đều có một cái đầu rơi xuống. Vào khoảnh khắc 36 người xuất hiện, bọn họ đã định sẵn phải chết, vì tốc độ của bọn họ hoàn toàn không nhanh như Diệp Huyên. Cách đó không xa, Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm huyết quang trên chân trời, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì ông ta phát hiện Diệp Huyên này mạnh hơn trước đó rất nhiều. Đây rốt cuộc là huyết mạch chi lực gì? Bạch Đế Tử vô cùng nghi ngờ. Vì bây giờ người ông ta phái đi vẫn chưa trả lời ông ta, có nghĩa là đối phương vẫn chưa điều tra được. Mà với thực lực của đạo đình, đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Dù là đạo chủng chi địa, đạo đình cũng có thể biết rõ, huống hồ chỉ là một loài người độn nhất cảnh. Lúc này, Diệp Huyên ở chân trời phía xa đột nhiên dừng lại. Mà ở xung quanh hắn là 36 cái xác khô. Diệp Huyên nhắm chặt mặt, từng luồng sát khí mạnh mẽ không ngừng dâng lên quanh người hắn, sự mạnh mẽ của sát khí này đã hoàn toàn áp đảo kiếm ý của hắn. Mà giết người cũng không thể giúp hắn hả giận, ngược lại còn khiến sát khí của hắn trở nên ngày càng mạnh hơn. Dù có giết hết chư thiên vạn giới cũng không thể giải trừ mối hận trong lòng hắn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, phía xa trong một vùng kiếm quang màu máu, những tòa cung điện đều hóa thành hư vô. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới trước Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện làm bằng lưu ly, cao chừng trăm trượng, nguy nga tráng lệ, cực kỳ chói mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
sau lưng hắn là vô số thi thể. Diệp Huyên nhìn về phía Lăng Tiêu Điện, hắn chém ra một kiếm. Xoẹt. Kiếm quang lướt qua, một biển máu xuất hiện. Lúc kiếm quang màu máu sắp chém lên trên Lăng Tiêu Điện, một tia kim quang đột nhiên chặn nó lại. Ầm. Kim quang và kiếm quang đồng thời nổ tung. Một người đàn ông tay cầm trường cung, mặc áo giáp vàng xuất hiện bên phải Diệp Huyên. Một trong những thần tướng của đạo đình, Vãn Biệt. Vãn Biệt nhìn Diệp Huyên, nét mặt không chút cảm xúc. Lúc này, Bạch Đế Tử ở phía xa thở phào nhẹ nhõm, như nghĩ đến điều gì, ông ta chợt nói, Vãn Biệt thần tướng, giữ người là được, tuyệt đối đừng liều mạng quá. Vãn Biệt nhìn Bạch Đế Tử, Tinh Quân, hắn là người đã giết Huyền Ung sao? Bạch Đế Tử gật đầu, chính là hắn. Huyết mạch chi lực của hắn rất đặc biệt, thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn trước đây ít nhất 10 lần, tuy là độn nhất cảnh, nhưng dựa vào huyết mạch chi lực và thanh kiếm trong tay hắn, chiến lực của hắn không thua kém cao thủ đạo cảnh chút nào. Vãn Biệt nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, kiếm này. Bạch Đế Tử đáp, kiếm này rất mạnh. Kiếm ở đây nhưng chính chủ không ở đây, có lẽ kiếm này không phải kiếm của hắn, không biết có phải của Mộ Niệm Niệm không. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên biến thành một tia kiếm quang biến mất, lao thẳng về phía Vãn Biệt. Nét mặt Vãn Biệt vô cùng bình tĩnh, vào lúc Diệp Huyên ra tay, gã đột nhiên giương cung, sau đó buông tay, một mũi tên màu vàng bắn ra. Ầm. Mũi tên này chặn lại được Diệp Huyên ở phía xa. Nhưng một khắc sau, Diệp Huyên lại biến mất, vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, Vãn Biệt cũng biến mất theo, gã vừa biến mất, một thanh kiếm đã đâm tới chỗ gã, chiêu kiếm này của Diệp Huyên cứ thế đâm vào không khí. Khi Diệp Huyên đang muốn thu kiếm, một mũi tên dài bắn tới từ xa, nhắm thẳng vào giữa chân mày của hắn. Diệp Huyên giơ kiếm lên đỡ. Ầm. Mũi tên bị chặn, nhưng Diệp Huyên lại lùi xa cả trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, lại có một mũi tên bay tới. Diệp Huyên tiến lên một bước, đâm kiếm tới, kiếm quang nổ tung trên mũi kiếm, ngoài ra còn có cung tên màu vàng nổ tung theo, nhưng sau cung tên đó lại có một cung tên nữa. Diệp Huyên không kịp đề phòng bị mũi tên đâm trúng ngực. Phập! Mũi tên đâm vào nửa tấc. Lúc này, thân thể mạnh mẽ của Diệp Huyên đã phát huy tác dụng. Thấy thế, Vãn Biệt ở phía xa hơi nhíu mày, thân thể quá cứng rắn. Diệp Huyên rút mũi tên, máu tươi bắn ra, nhưng máu tươi đó nhanh chóng bị hắn hấp thu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Vãn Biệt ở phía xa, lúc này, ánh mắt Vãn Biệt càng nặng nề hơn. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, vào lúc hắn biến mất, Vãn Biệt cũng biến mất theo. Ngay sau đó, những tàn ảnh xuất hiện trên vân đoan, những tàn ảnh này không biết là của Diệp Huyên hay của Vãn Biệt. Ngoài ra còn có kiếm quang và mũi tên tung bay. Nét mặt của Bạch Đế Tử ở bên dưới hơi khó coi. Dù bây giờ trông hai người có vẻ không phân cao thấp, không ai làm gì được ai, nhưng ông ta biết thật ra Diệp Huyên đang chiếm lợi thế. Bây giờ Vãn Biệt vẫn luôn cách xa Diệp Huyên, mà một khi gã bị Diệp Huyên tiếp cận, gã chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Dù bây giờ Diệp Huyên không thể kéo gần khoảng cách với Vãn Biệt, nhưng mũi tên của Vãn Biệt cũng không thể đả thương Diệp Huyên. Quan trọng nhất là Diệp Huyên đang ngày càng mạnh hơn. Tiếp tục như thế, Vãn Biệt chắc chắn sẽ thua. Như nghĩ đến điều gì, Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, tình hình chiến đấu ở lưỡng giới uyên kịch liệt đến thế à? Lúc ông ta cho người truyền tin Đa Văn Thiên Vương chết cho chân võ thần quân, có lẽ đối phương đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng đến tận lúc này, cao thủ ở lưỡng giới uyên vẫn chưa đến. Vãn Biệt cũng không phải đến từ lưỡng giới uyên, trước đó Vãn Biệt vẫn còn đang bế quan, khi nhìn thấy Diệp Huyên muốn đến Lăng Tiêu Điện, ông ta mới phái người đi gọi Vãn Biệt. Mà bây giờ, một mình Vãn Biệt e rằng khó mà ngăn cản Diệp Huyên. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên phía chân trời, sau đó, một bóng người liên tục lùi về sau, người đó chính là Vãn Biệt. Trong lúc lùi lại, Vãn Biệt liên tục giương cung, mười mấy mũi tên bắn về phía Diệp Huyên bằng nhiều góc độ, mà phía xa, Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải, trong nháy mắt, mười mấy thanh kiếm xuất hiện xung quanh hắn,
một khắc sau, mười mấy thanh kiếm này biến thành mười mấy tia kiếm quang. Thuật ngự kiếm. Thuật ngự kiếm bình thường chắc chắn không thể chống lại mũi tên của Vãn Biệt, nhưng nếu cộng thêm huyết mạch chi lực và kiếm vực của hắn thì hoàn toàn khác. Đánh xa. Diệp Huyên hắn cũng biết. Phụt 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 phụt. Trên bầu trời của Lăng Tiêu Điện, phi kiếm và mũi tên bay khắp nơi, tiếng xé gió không ngừng vang vọng. Tình hình chiến đấu giằng co. Lúc này, Bạch Đế Tử bên dưới đột nhiên quay đầu, như nhìn thấy điều gì, ông ta chợt thở phào nhẹ nhõm, nên kết thúc rồi. Cuối Vân Đoan, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới, người đàn ông cầm trường kiếm trong tay, thanh kiếm không có vỏ kiếm, thân kiếm có màu tím đậm, một thần long màu vàng di chuyển trên thân kiếm, thỉnh thoảng có tiếng rồng ngâm vang lên. Kiếm long ngâm. Trong kiếm này chất chứa linh hồn của long chúng thần long, trong lúc phung kiếm có tiếng rồng ngâm gầm thét, khiến người khác phải khiếp sợ. Tuy kiếm này chỉ là chứng đạo cảnh, nhưng có thêm thần long chi hồn, uy lực của thanh kiếm này vượt xa thần kiếm chứng đạo cảnh. Ở sau lưng người đàn ông trung niên còn đeo một hộp kiếm, hộp đựng kiếm này không phải vật tầm thường, được làm bằng xương thần long, cứng rắn khó gãy, bên trong hộp đựng kiếm có 10 thanh thần kiếm. 10 thanh thần kiếm đều làm từ vảy rồng, có cấp bậc chứng đạo cảnh. Phong đạo tu. Đồ long kiếm tiên của đạo đình. Đệ nhất kiếm tu của đạo đình. Phong đạo tu. Lúc nhìn thấy người này, Bạch Đế Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phong đạo tu này không chỉ là ngự đạo cảnh mà còn là một kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu siêu cấp. Có thể nói trong đạo đình, dưới thần quân. Ngoài thần tướng mặc áo bào trắng, phong đạo tu chính là người mạnh nhất. Phong đạo tu kết hợp với Vãn Biệt, sao Diệp Huyên có thể đỡ được? Cách đó không xa, phong đạo tu dừng lại, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn Bạch Đế Tử, Tinh Quân, là người này sao? Bạch Đế Tử gật đầu. Nét mặt phong đạo tu không chút cảm xúc, bảo Vãn Biệt dừng tay, ta đấu tay đôi với người này. Bạch Đế Tử nhíu mày, phong đạo tu. Khinh thường kẻ thù là điều đại kỵ của võ giả. Phong đạo tu lắc đầu, ta không khinh thường hắn, ta chỉ muốn đấu tay đôi với hắn, đấu một trận công bằng. Ta muốn xem thử kiếm tu nhân loại này có bản lĩnh gì. Bạch Đế Tử lắc đầu, không được, ta ra lệnh cho ngươi lập tức ra tay giết chết người này. Phong đạo tu hơi nhíu mày. Bạch Đế Tử nhìn phong đạo tu, nét mặt lạnh lùng, muốn ta báo cáo hành động của ngươi với chân võ thần quân không? Nét mặt phong đạo tu hơi thay đổi, ông ta không dám trở mặt với Bạch Đế Tử, tuy thực lực của Bạch Đế Tử không ra gì, nhưng chức quan lại cao hơn ông ta, dù là cấp trên chân võ thần quân của ông ta cũng phải khách sáo với Bạch Đế Tử. Phong đạo tu chắp tay, ta ra tay là được. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Vãn Biệt ở phía xa, một khắc sau, kiếm long ngâm trong tay ông ta biến thành kiếm quang bay lên, trong kiếm quang có long hồn gào thét. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, hắn đang định giơ kiếm ngăn cản, nhưng sao Vãn Biệt có thể cho hắn cơ hội này được? Trong nháy mắt, Vãn Biệt liên tục bắn ra mười mấy mũi tên, những mũi tên này nhanh tựa như sấm, chẳng mấy chốc đã bay tới trước mặt Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên ngăn cản thanh kiếm kia, hắn chắc chắn sẽ bị mũi tên bắn trúng. Nhưng Diệp Huyên cũng không ngăn cản kiếm long ngâm, hắn xoay người vung mạnh kiếm, trong nháy mắt. Mũi tên của Vãn Biệt lập tức bị ngăn cản. Mà lúc này, kiếm long ngâm đã bay đến sau lưng Diệp Huyên, Diệp Huyên muốn trở tay cũng đã không kịp, kiếm long ngâm cắm vào sau lưng Diệp Huyên một cách dễ dàng. Thấy thế, Vãn Biệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, Diệp Huyên này thật sự khó đối phó, nếu còn tiếp tục kéo dài, chắc chắn gã sẽ thua. Vì gã không kéo dài thời gian được với Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn luôn trở nên mạnh hơn. Lúc thanh kiếm long ngâm kia cắm vào sau lưng Diệp Huyên, phong đạo tu cũng không dừng lại, ông ta vẫn còn một chiêu. Gần như cùng lúc đó, 10 thanh thần kiếm trong hộp đựng kiếm sau lưng ông ta bay lên cao. Một khắc sau, 10 thanh thần kiếm bay trong không gian, chớp mắt một cái đã bao vây khắp xung quanh Diệp Huyên, sau đó cùng với kiếm long ngâm đâm vào trong người Diệp Huyên gần như cùng lúc. 11 kiếm chém người. Từ khi ra kiếm đến kết thúc, động tác liền mạch, không chút màu mè. Lúc này, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh.
tảng đá treo trong lòng Bạch Đế Tử hoàn toàn rơi xuống. Sự đề phòng trong mắt Vãn Biệt cũng biến mất. Phía xa, Phong Đạo Tu đột nhiên lắc đầu, nhàm chán. Lúc này, Bạch Đế Tử như nhớ đến điều gì, ông ta chợt trợn mắt, cẩn thận. Gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một khắc sau, hắn đã di chuyển tới trước mặt Vãn Biệt, thấy thế, sắc mặt Vãn Biệt lập tức thay đổi, chuyện quái gì vậy? Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, Vãn Biệt đã bị Diệp Huyên tiếp cận. Một người đánh tầm xa bị kiếm khách tiếp cận, vậy có còn đường sống không? Vãn Biệt không lựa chọn rút lui, vì lúc này rút lui đã quá muộn rồi, gã vừa muốn dương cung, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào ngực hắn. Ầm. Vãn Biệt lập tức bị thanh kiếm này làm lùi xa mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Vãn Biệt nhìn về phía thanh kiếm trước ngực mình. Kiếm chấn hồn. Kiếm đâm vào người, linh hồn của gã ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vãn Biệt đờ đẫn nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, lúc này trên người Diệp Huyên còn cắm 11 thanh kiếm, ngay cả đỉnh đầu cũng cắm một thanh kiếm. Nhưng Diệp Huyên lại không sao cả. Sao có thể? Lúc này, Phong Đạo Tu ở phía xa cũng ngây người. Sao có thể? Lúc này, những thanh kiếm trên người Diệp Huyên bắt đầu dần tiêu tán. Đang hấp thu. Vãn Biệt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn đang hấp thu kiếm. Phong Đạo Tu nhìn kiếm của mình đang từ từ biến mất, tỏ vẻ ngạc nhiên, sao có thể được? Bạch Đế Tử ở phía xa chậm rãi nhắm mắt lại. Hối hận. Lúc này, Bạch Đế Tử vô cùng hối hận. Thật ra trước đây lúc điều tra Diệp Huyên, trong tài liệu của Diệp Huyên, có một mục ghi Diệp Huyên có thể hấp thu kiếm. Nhưng ông ta không xem trọng chuyện này. Vì ông ta chỉ cảm thấy có thể là thể chất của Diệp Huyên đặc biệt, hơn nữa dưới đấy không có kiếm tu mạnh, cho nên Diệp Huyên mới có thể hấp thu kiếm của bọn họ. Vì thế, ông ta hoàn toàn không ghi nhớ chuyện này. Nhưng ông ta không ngờ, ngay cả kiếm của chứng đạo cảnh Diệp Huyên cũng có thể hấp thu. Phải biết Phong Đạo Tu này cũng không phải kiếm tu bình thường. Ngay cả kiếm của Phong Đạo Tu mà cũng có thể hấp thu. Đây rốt cuộc là thể chất gì vậy? Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đã hoàn toàn hấp thu 11 thanh kiếm kia. Ầm. Một hơi thở vô cùng mạnh mẽ dâng lên từ trên người Diệp Huyên. Lúc này, hơi thở trên người Diệp Huyên tăng lên gấp bội, hơi thở mạnh đến mức chấn động rách cả không gian xung quanh. Đây có thể xem như là một đột phá rồi. Vãn Biệt sững người một lúc, sau đó nhìn về phía Phong Đạo Tu, người do đối thủ phái đến à. Dứt lời, linh hồn của gã hoàn toàn bị hấp thu. Trong lúc chết, Vãn Biệt cũng không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt. Gã không phải bị Diệp Huyên giết chết, mà là bị người của mình giết chết. Sắc mặt của Phong Đạo Tu cực kỳ khó coi, 11 thanh kiếm của ông ta đều đã bị hấp thu rồi. 11 thanh kiếm đấy. Kể cả thần long chi hồn cũng bị Diệp Huyên hấp thu mất rồi. Chuyện này tương đương với điều gì? Phong Đạo Tu nhìn về phía Bạch Đế Tinh Quân, Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở phía xa, rút lui. Rút lui. Nét mặt Phong Đạo Tu chợt trở nên dữ tợn, ông ta đánh ra một chiêu, vạn kiếm quy nguyên. Trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy chục nghìn thanh phi kiếm. Phong Đạo Tu tức giận chỉ vào Diệp Huyên còn đang hấp thu kiếm ở phía xa, quát lên, chém. Dứt lời. Mấy chục nghìn thanh kiếm đột nhiên phá không xuất hiện, trong nháy mắt, mấy chục thanh kiếm bao trùm lên Diệp Huyên. Phong Đạo Tu nhìn chằm chằm phía xa, sau đó, sắc mặt ông ta thay đổi. Diệp Huyên đang hấp thu kiếm. Mấy chục nghìn thanh kiếm kia hoàn toàn bị hắn hấp thu. Lúc này, khí thế của Diệp Huyên chợt dâng cao. Lại mạnh hơn rồi. Sắc mặt Phong Đạo Tu vô cùng tái nhợt. Trong mắt ông ta đầy vẻ khó tin, sao có thể, sao có thể. Phong Đạo Tu không cam lòng, muốn ra tay một lần nữa, lúc này, Bạch Đế Tử ở phía xa đột nhiên tức giận gào thét, ngươi dừng tay cho lão tử. Phong Đạo Tu nhìn Bạch Đế Tử chỉ về phía xa, mau cút đi. Phong Đạo Tu. Bạch Đế Tử lại quát to một lần nữa, ngươi muốn chết ở đây sao? Thấy Bạch Đế Tử nổi giận.
Phong đạo tu cũng chợt phẫn nộ đáp trả, ông đừng có lải nhải, ông có bản lĩnh thì sao không ra tay đi. Bạch đế tử lạnh lùng nhìn phong đạo tu, ông ta không nói gì nữa, mà lặng lẽ rút lui. Còn phong đạo tu thì nhìn về phía Diệp Huyên, nét mặt ông ta vô cùng dữ tợn, một thanh kiếm khí xuất hiện trong tay, trong nháy mắt, vô số linh khí trong thiên địa bắt đầu bay về phía kiếm khí. Phong đạo tu trừng Diệp Huyên, ta không tin ngươi vẫn có thể hấp thu nó. Nói xong, ông ta tiến lên một bước, sau đó, kiếm khí trong tay ông ta đột nhiên chém ra. Ong! Một tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Dưới ánh nhìn của phong đạo tu, thanh kiếm khí chém thẳng lên người Diệp Huyên. Ầm! Người Diệp Huyên run lên, sau đó liên tục run rẩy, trông như rất thoải mái. Lại bị hấp thu. Lúc này, sắc mặt phong đạo tu xám như tro tàn, sao, sao có thể chứ? Dứt lời, ông ta lao về phía Diệp Huyên, một khắc sau, từng thanh phi kiếm muốn chém lên người Diệp Huyên. Mỗi lần phong đạo tu vung kiếm, khí thể của Diệp Huyên sẽ mạnh thêm mấy phần. Mà lúc này, phong đạo tu đã nổi điên, điên cuồng muốn chém Diệp Huyên. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Sắc mặt của phong đạo tu thay đổi, ông ta vừa muốn ra tay thì một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa chân mày ông ta. Phập! Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên xuất hiện ở sau lưng phong đạo tu. Hắn giơ tay phải về phía sau nắm lấy, kiếm chấn hồn bay ra từ trong người phong đạo tu, sau đó dừng lại trong tay hắn. Thần hồn của phong đạo tu bị tiêu diệt. Sau khi chém chết phong đạo tu bằng một kiếm, Diệp Huyên đi về phía lăng tiêu điện, hai bên cửa của lăng tiêu điện có hai bức tranh. Tướng giữ cửa. Diệp Huyên vừa bước tới trước cửa lăng tiêu điện, tướng giữ cửa trong hai bức tranh đột nhiên mở mắt ra, một khắc sau. Hai tia kim quang chém về phía Diệp Huyên. Bên dưới, Diệp Huyên vung kiếm chém một cái. Xoẹt! Hai tia kim quang lập tức vỡ nát, một khắc sau, Diệp Huyên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt xoẹt! Đầu của hai thần tướng giữ cửa lập tức rơi xuống. Vào khoảnh khắc đầu của hai người rơi xuống đất, Diệp Huyên đã đi vào lăng tiêu điện. Trong điện nguy nga lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Sau khi vào điện, Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, một khắc sau, hắn đột nhiên chém ra một kiếm. Vụt! Một tia kiếm quang bắn ra từ trong lăng tiêu điện, trong nháy mắt, toàn bộ lăng tiêu điện đều vỡ nát. Diệp Huyên rời khỏi lăng tiêu điện, hắn cũng không đi ngay, mà tiếp tục tàn sát ở đạo đình. Hắn từ Nam giết tới Bắc, từ Bắc giết tới Nam. Toàn bộ 36 thiên cung. 72 điện của đạo đình đều được hắn đến thăm, trong nháy mắt, tình cảnh của đạo đình vô cùng thê thảm. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên trở lại trước thiên môn, hắn ngồi sụi lơ dưới đất, vì hắn đã không còn ai để giết nữa. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Bạch Đế Tử, hắn cầm kiếm lên, đang muốn ra tay, lúc này, Bạch Đế Tử chợt cất lời, là ngươi hại chết thiên đạo ngũ duy. Trong giọng nói mang theo một lực lượng thần bí, lực lượng này đi sâu vào trong người Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên vốn mất đi thần trí đột nhiên dừng lại. Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lại nói, là ngươi hại chết nàng. Nếu không phải tại ngươi, nàng cũng sẽ không chết. Nàng đã chết rồi, ngươi còn sống trên đời làm gì? Lúc này, trong mắt Diệp Huyên chậm rãi có hai hàng huyết lệ chảy xuống. Bạch Đế Tử nói tiếp. Nàng vốn có thể sống khỏe mạnh, nhưng vì ngươi, nàng mới đến đạo đình, dùng lực lượng cuối cùng của mình liều mạng với đạo tổ của đạo đình ta, nếu không vì ngươi, nàng mạnh như vậy, sao nàng có thể chế được? Là ngươi hại chết nàng. Đâm sâu vào tim. Người Diệp Huyên chợt bắt đầu run rẩy, hắn đột nhiên lẩm bẩm, hại, Bạch Đế Tử chợt hét to, là do ngươi. Âm thanh của ông ta tựa như tiếng chuông, chấn động tận trời. Lúc này Diệp Huyên kề kiếm lên cổ họng của mình, hắn nhìn lên chân trời, giống như mất hồn, là ta nên, chết đi. Dứt lời, hắn cắt một nhát. Xoẹt! Máu tươi bắn khắp nơi. Diệp Huyên từ từ ngã xuống, hắn đưa tay trái về phía xa, ở chân trời, hắn nhìn thấy một cô gái đang cười nhìn mình, trong tay cô gái còn cầm một con cá. Nhưng phía chân trời không có gì cả.
Diệp Huyên cười một tiếng, kiếm sau ta sẽ nướng cá cho tỷ cả đời. Thấy Diệp Huyên nằm xuống, Bạch Đế Tử bật cười. Cười rất vui vẻ. Lúc này, một đại thần rất chững chạc lại cười như đứa trả lấy được quà. Thật ra ông ta chỉ muốn thử thôi. Bây giờ tình hình chiến đấu ở lưỡng giới uyên vô cùng giằng co, người bên kia thật sự không thể rời đi, mà đạo đình không thể không dốc hết sức đối phó với đạo chủng chi địa. Vì nếu đạo đình rút lui, lưỡng giới uyên sẽ rơi vào tay đạo chủng chi địa, mà khi đó, tình huống sẽ vô cùng bất lợi với đạo đình. Vì thế, chân võ thần quân hoàn toàn không thể phái thần tướng áo bào trắng và một vài thần quân về. Thật sự hết cách rồi. Cho nên ông ta lựa chọn đối phó với Diệp Huyên bằng lời nói chu tâm. Ông ta biết sở dĩ Diệp Huyên điên cuồng tàn sát cao thủ của đạo đình như thế là vì Mộ Niệm Niệm. Áy náy. Lúc này, chắc chắn trong lòng Diệp Huyên đang rất là áy náy. Cho nên, Bạch Đế Tử muốn thử giấy lên sự áy náy trong lòng Diệp Huyên, mà ông ta thành công rồi. Diệp Huyên tự sát ngay trước mặt ông ta. Điều này thật sự khiến người ta thấy vui mừng. Nhưng sau đó, nụ cười trên mặt Bạch Đế Tử trở nên cứng đờ. Một luồng sát khí ngút trời đột nhiên dâng lên từ trong người Diệp Huyên, sát khí kia cuốn sạch toàn bộ chân trời tựa như gió lốc, sau đó lan tràn khắp cả đạo đình, trong nháy mắt, toàn bộ đạo đình đều bị sát khí bao phủ. Bạch Đế Tử tỏ vẻ khó tin, đây là... Lúc này, Diệp Huyên vốn đã nằm dưới đất đột nhiên từ từ đứng lên. Vẫn chưa chết. Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chĩa kiếm lên trời. Một thanh kiếm ngưng tụ bằng sát khí phóng lên cao, trong nháy mắt, không gian phía trên đạo đình lập tức bị thanh kiếm làm nứt ra. Phải biết rằng, không gian của đạo đình này vô cùng kiên cố. Trận chiến giữa Diệp Huyên và Vãn Biệt lúc trước cũng không thể làm không gian xung quanh vỡ nát, mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên lại dễ dàng làm được. Như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Bạch Đế Tử chợt trở nên tái nhợt, chứng đạo, ngươi, tự sát chứng đạo. Giọng nói của ông ta run rẩy. Tự sát chứng đạo. Sát niệm dâng lên, tàn sát thế gian. Nhưng trình độ cao nhất của sát niệm là gì? Trình độ cao nhất của sát niệm chính là tự sát. Một người ngay cả bản thân cũng muốn giết, sát niệm của người đó mới là đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên gào thét, không thể nào. Từ trước đến giờ, người tự sát để chứng đạo đều là người chết đạo tan. Ngươi không thể còn sống được. Trước đây đúng là từng có người tự sát chứng đạo. Tự giết mình thật sự có thể chứng đạo, nhưng từ trước đến giờ đều là chứng đạo trước khi chết. Trong lịch sử của đạo đình, chỉ có một người tự sát chứng đạo, mà sau khi chứng đạo, người đó cũng người chết đạo tan. Tự sát chứng đạo cũng không phải làm bộ làm tịch là được, mà là thật sự phải giết mình, không có ý muốn tự sát thật sự sẽ không thể chứng đạo. Vì thế từ trước đến nay, người tự sát chứng đạo đều người chết đạo tan trong lúc chứng đạo. Nhưng lúc này Diệp Huyên vẫn còn sống. Sao có thể? Bạch Đế Tử nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Kiếm. Người này có thể hấp thu kiếm. Kiếm hoàn toàn không thể giết chết hắn. Mà hắn cũng không thể dùng kiếm giết chết mình. Với tu vi kiếm đạo và thực lực của hắn bây giờ, chỉ có cao thủ cấp bậc như Mộ Niệm Niệm có thể dùng kiếm giết chết hắn mà thôi. Lúc này, Bạch Đế Tử tát một cái lên miệng mình, cái miệng chó này của ta. Mặt ông ta lập tức sưng đỏ. Bạch Đế Tử như vẫn thấy không đủ, ông ta lại liên tục tát lên mặt mình mấy cái. Bảo Diệp Huyên tự sát. Lúc này, Bạch Đế Tử muốn chết đi cho xong. Mẹ kiếp! Mình nghĩ ra cái chiêu nhảm nhí gì vậy? Chắc chắn là mình bị ngu rồi. Bạch Đế Tử vô cùng hối hận. Lúc trước Diệp Huyên chỉ là độn nhất cảnh nhưng hắn đã có thể giết chết ngự đạo cảnh, mà bây giờ hắn đã đạt tới chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là tự sát chứng đạo. Tự sát chứng đạo. Cách chứng đạo này vô cùng bá đạo, cũng cực kỳ đáng sợ, có thể nói dùng kiếm chứng đạo cũng không đáng sợ bằng tự sát chứng đạo. Sát niệm dâng lên, ai có thể đỡ được. Diệp Huyên bây giờ, đừng nói là ngự đạo cảnh,
e rằng kể cả thần quân bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ, hắn đang đem lại sự uy hiếp rất lớn. Bạch đế tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lặng lẽ rút lui. Diệp Huyên nhắm nghiền hai mắt, sát khí xung quanh hắn như ngưng tụ thành thực chất. Sát vực. Vực thứ tư. Tự sát chứng đạo, tự sát thành vực. Lúc này, Diệp Huyên không mượn thần chi ấn đạt đến chứng đạo cảnh, chẳng những thế, hắn còn tự sát thành vực. Thật ra hắn có thể trực tiếp tự sát chứng đạo, không chỉ vì sát nghiệp, mà còn vì những thanh kiếm hắn hấp thụ trước đó. 11 thanh kiếm thật sự vô cùng hữu dụng. Đặc biệt là vì sau đó phong đạo tu còn không ngừng giúp hắn gia tăng năng lượng. Trước khi chưa tự sát chứng đạo, thực lực của hắn đã đạt tới giới hạn của một con người rồi, mà vào khoảnh khắc tự sát cuối cùng, sát niệm dâng lên, cộng với lực lượng lúc trước, giúp hắn tự sát chứng đạo. Bây giờ chính là thời điểm mạnh nhất của hắn. Diệp Huyên không ngừng phóng thích sát khí trong người, sát khí lan ra xung quanh, lúc này, cả đạo đình đều bị bao phủ bởi sát khí của hắn. Mà Diệp Huyên cũng không phát hiện, lúc này, kiếm trong tay hắn cũng đang trở nên mạnh hơn. Kiếm linh. Thanh kiếm của người đàn ông áo xanh trước đây. Sức mạnh của ba thanh kiếm không nằm ở kiếm mà là ở người, người càng mạnh, kiếm sẽ càng mạnh. Nhưng kiếm linh thì khác, nó không chỉ không có cảnh giới thôi. Phải biết rằng, nó cũng từng đi theo chủ nhân trước đó của nó tự sát nhập đạo. Dù Diệp Huyên không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó, nhưng bây giờ sau khi tự sát chứng đạo, ít nhất có thể phát huy được 5 phần thực lực. Sát niệm càng mạnh, kiếm càng mạnh. Mà khi phối hợp huyết vực với huyết mạch chi lực, sát đạo của hắn sẽ mạnh đến mức chưa từng có. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyên chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng lúc này, hắn vẫn chưa ổn định lại. Diệp Huyên xách kiếm đi về phía xa. Tiếp tục giết. Bây giờ hắn vẫn giống với trước đây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là giết, giết hết tất cả mọi người của đạo đình. Không tha cho một ai. Diệp Huyên từ Nam giết tới Bắc, sau đó lại từ Nam giết tới Tây. Trong đạo đình, chỉ cần là vật sống hắn nhìn thấy, hắn đều sẽ không tha. Toàn bộ đạo đình trải đầy thi thể. Lúc Diệp Huyên xách kiếm đi ra từ trong một cung điện, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Mà những sát khí kia của Diệp Huyên vừa đi tới chỗ cách ông ta nửa trượng thì lập tức biến mất. Những sát khí mạnh mẽ kia hoàn toàn không thể đến gần người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chính là đạo tổ trước đó đang bế quan chữa thương. Ở bên cạnh đạo tổ chính là Bạch Đế Tử. Đạo tổ nhìn Diệp Huyên, tỉ muội các ngươi, người này yêu nghiệt hơn người kia. Thật ra ông ta vẫn luôn ở đạo đình, nhưng trước đó ông ta không ra mặt. Vì với ông ta, chuyện quan trọng nhất là chữa thương. Mộ Niệm Niệm làm ông ta bị thương nặng, hủy đi thân thể của ông ta, đây là một chuyện vô cùng chí mạng với ông ta. Vì đạo đình còn có một kẻ thù một mất một còn, đạo chủng chi địa. Cũng may vị kia của đạo chủng chi địa đang bế quan, nếu không đạo đình sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, ông ta phải bế quan xây dựng lại thân thể, để mình khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nhưng bây giờ, ông ta không thể không ra ngoài. Diệp Huyên này tự sát chứng đạo rồi. Nếu chỉ là chứng đạo bình thường, ông ta cũng sẽ không ra mặt, vì Diệp Huyên không thể uy hiếp đến đạo đình, nhưng tự sát chứng đạo thì khác. Đại sát niệm. Đại sát niệm từ đâu ra? Vì Diệp Huyên muốn tiêu diệt đạo đình. Phải có sát tâm và lòng thù hận lớn đến mức nào mới có thể chứng đạo. Đạo tổ biết ông ta phải ra ngoài giết chết Diệp Huyên, sức uy hiếp của Diệp Huyên bây giờ đã không thua gì đạo chủng chi địa. Nếu mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành, sau này Diệp Huyên sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của đạo đình. Đây là trực giác của ông ta. Đạo tổ nhìn Diệp Huyên, ông ta chậm rãi nâng tay phải, kết thúc rồi. Dứt lời, trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện xung quanh ông ta, lực lượng vừa xuất hiện. Những sát khí trong thiên địa xung quanh lập tức chậm rãi tan biến. Bạch Đế Tử lùi sang một bên, ông ta nhìn Diệp Huyên, lần này, tên này nên chết rồi nhỉ. Dù thực lực của Diệp Huyên bây giờ mạnh hơn trước đó rất nhiều, nhưng trước mặt hắn lại là đạo tổ. Một trong những cao thủ mạnh nhất trong thiên địa.
Diệp Huyên ở phía xa như cảm giác được nguy hiểm, hắn nắm chặt kiếm linh trong tay, một lực lượng mạnh mẽ dâng trào ra từ trong người hắn. Sau một thoáng yên tĩnh, Diệp Huyên đột nhiên tung người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Vụt! Một kiếm chém xuống, hủy thiên diệt địa. Chiêu kiếm này lập tức chém rách không gian. Lúc này, đạo tổ đột nhiên đánh ra một quyền, cú đấm rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không có chút dao động lực lượng nào, nhưng vào khoảnh khắc ông ta đánh tới một quyền, kiếm thế của Diệp Huyên lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài, gần như là bay từ cửa Nam đến cửa Bắc. Diệp Huyên vừa rơi xuống đất, không gian sau lưng hắn lập tức biến thành hư vô, mà hắn cũng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Trước cửa Nam, đạo tổ tiến lên một bước, ông ta đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyên. Đạo tổ nhìn Diệp Huyên, nét mặt không chút cảm xúc, nếu tỷ tỷ của ngươi còn sống, ta có thể nể mặt nàng ba phần, đáng tiếc là nàng không có ở đây. Mà ta, sẽ không cho ngươi một chút thời gian và cơ hội nào nữa. Nói xong, ông ta lại đánh ra một quyền. Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu thét to, chém xuống một kiếm. Bốn loại vực xuất hiện. Ầm. Kiếm chém xuống, không gian xung quanh nổ tung, Diệp Huyên cũng lùi xa vạn trượng. Có điều đạo tổ cũng lùi lại. Thấy thế, nét mặt của Bạch Đế Tử rất nặng nề. Một kiếm chém lui đạo tổ. Bạch Đế Tử siết chặt tay, nếu Diệp Huyên không chết, sau này chắc chắn hắn sẽ trở thành tai họa của đạo đình. Trong mắt đạo tổ cũng tràn đầy sát khí, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên cách đó vạn trượng, thật sự không thể để ngươi sống tiếp nữa. Dứt lời, ông ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó lại đánh tới một lần nữa, mà lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô gái cũng đấm tới một quyền. Ầm. Cú đấm kia của đạo tổ lập tức bị đánh vỡ, cùng lúc đó, đạo tổ cũng bị đánh bay mấy trăm trượng. Đạo tổ nhìn chằm chằm cô gái vừa xuất hiện. Cô gái vừa xuất hiện không phải là ai khác, mà là Diệp Liên. Đương nhiên lúc này người đang khống chế thân thể cũng không phải là Diệp Liên. Sau khi đánh lui đạo tổ bằng một quyền, Diệp Liên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này thần trí của Diệp Huyên vẫn còn không bình thường. Diệp Liên im lặng một lát, sau đó, nàng đột nhiên đặt tay phải lên bả vai của Diệp Huyên, trong nháy mắt, sát khí trên người Diệp Huyên lập tức bị trấn áp. Sau đó, nàng dẫn Diệp Huyên rời đi. Lúc này, đạo tổ chợt cất lời, cứ đi như thế à? Diệp Liên xoay người đánh một quyền. Một tia u quang xuất hiện. Đạo tổ híp mắt, cũng đánh ra một quyền. Ầm. Không gian xung quanh rung động kịch liệt. Sau đó, đạo tổ lập tức lùi xa cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nét mặt đạo tổ trở nên vô cùng nặng nề. Diệp Liên ở phía xa không ra tay nữa mà dẫn Diệp Huyên rời đi. Đạo tổ cũng không dám tiếp tục ra tay. Đạo tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên và Diệp Liên biến mất ở phía xa, sau đó nói, điều tra. Bạch Đế Tử gật đầu, lặng lẽ lui xuống. Đạo tổ đứng tại chỗ chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Huyên. Lúc này, ông ta cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Thiên đạo ngũ duy không còn nữa. Nhưng sau lưng Diệp Huyên này lại có một cao thủ thần bí xuất hiện. Sau lưng Diệp Huyên rốt cuộc là thế lực gì? Đạo tổ im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Ông ta nhất định phải mau chóng tái tạo lại thân thể. Diệp Liên dẫn Diệp Huyên trở lại tinh không của vũ trụ ngũ duy, Diệp Liên đứng trong tinh không, đưa mắt nhìn bản thể của Mộ Niệm Niệm ở phía xa, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyên ở sau lưng Diệp Liên cũng dần bình thường trở lại, nhưng mái tóc bạc của hắn vẫn giữ nguyên như thế. Diệp Huyên từ từ đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệp Liên, run rẩy nói, Liên Nhi. Diệp Liên xoay người nhìn Diệp Huyên, giết người thoải mái không? Diệp Huyên trầm giọng nói, Liên Nhi, tại sao muội lại trở về vào lúc này? Diệp Liên quay đầu nhìn bản thể của Mộ Niệm Niệm, nhẹ giọng đáp, mấy ngày trước, nàng đến tìm ta. Niệm tỷ. Diệp Huyên cũng nhìn về phía bản thể của Mộ Niệm Niệm, chậm rãi siết chặt hai tay. Diệp Liên quay đầu nhìn Diệp Huyên, nàng nói nàng đã đi đến cuối đường rồi. Nhưng nàng không yên tâm về ngươi. Nàng nói, sau khi nàng đi.
rất có thể ngươi sẽ làm chuyện điên rồ, cho nên hy vọng ta trở về giúp ngươi. Nàng đoán không sai, ngươi thật sự đã làm chuyện điên rồ. Diệp Huyên cúi đầu, im lặng không nói một lời. Diệp Liên đi tới trước mặt Diệp Huyên, ngẩng đầu nhìn ta. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Liên, không biết trên mặt hắn đã phủ đầy nước mắt từ bao giờ. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi không thể chết, nhưng nếu chết như vậy có xứng với sự hy sinh của nàng không? Diệp Huyên im lặng. Diệp Liên lại nói, nàng trả giá mọi thứ vì vũ trụ này, mà bây giờ, ngươi xem vũ trụ này đi, vũ trụ này bây giờ trông như thế nào? Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, lúc này, vũ trụ ngũ duy đã tan tành cả rồi. Nhưng cũng may lực lượng của Mộ Niệm Niệm vẫn còn tồn tại. Đến lúc chết nàng vẫn không sử dụng 7 phần lực lượng còn lại của mình. Mà cũng vì nàng để lại 7 phần lực lượng kia nên vũ trụ ngũ duy mới không sụp đổ, có điều tình huống vẫn không được tốt lắm, dù ngũ duy kiếp của vũ trụ ngũ duy không hoàn toàn nổ ra, nhưng ngũ duy kiếp cũng đã hạ uống, không ngừng có thiên tai nhân họa xuất hiện. Tóm lại là bây giờ vũ trụ ngũ duy đang rất loạn lạc. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, run rẩy nói, Niệm tỷ tỷ thật ngốc. Diệp Liên cất lời, nàng không ngốc, đây chỉ là sự lựa chọn của nàng thôi. Nàng chọn ngươi, chọn vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, Niệm tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ quản lý vũ trụ ngũ duy thật tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Liên, lần này trở về còn đi nữa chứ? Diệp Liên gật đầu. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Diệp Liên lại nói, đưa quan tài trong người ngươi cho ta. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó lấy quan tài băng kia ra. Nhìn quan tài băng trước mặt, trong mắt Diệp Liên lóe lên chút phức tạp. Diệp Huyên hỏi, ngươi biết ai ở bên trong không? Diệp Liên gật đầu, nàng cất quan tài đi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cho ta mượn thân thể muội muội ngươi một khoảng thời gian nữa, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm hại nàng, ngược lại, nàng đi theo ta sẽ có được tất cả truyền thừa của ta cũng sẽ dạy dỗ nàng hết lòng. Diệp Huyên vội vàng chắp tay, đa tạ. Diệp Liên quay đầu nhìn bản thể của Mộ Niệm Niệm, sau đó nói, ta đi đây. Dứt lời, nàng lập tức muốn rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyên chợt cất lời, người có thể giết chết đạo tổ kia không? Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, có thể. Nhưng thân thể của muội muội ngươi không chịu nổi quá nhiều lực lượng của ta. Diệp Huyên im lặng. Diệp Liên chỉ về phía bản thể của Mộ Niệm Niệm, sau đó nói, mối thù của nàng, ngươi tự đi báo. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở cuối tinh hà. Diệp Huyên đứng tại chỗ, im lặng không nói gì. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Thật ra nàng ta cũng đến để mắng Diệp Huyên, vì nàng ta biết Diệp Huyên đã đến đạo đình, nhưng nhìn thấy Diệp Huyên lúc này, nàng ta không mắng nổi. Mộ Niệm Niệm chết, người đau khổ nhất chính là Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, tình hình của vũ trụ ngũ duy bây giờ thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, đều đang đợi ngươi. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta về thôi. Sau đó, hắn và Diệp Chi Mệnh rời đi. Sau khi hai người đi, Diệp Liên lại xuất hiện. Nàng nhìn Mộ Niệm Niệm nằm im ở phía xa, nhẹ giọng nói, ngươi sống vì vũ trụ ngũ duy, hôm nay lại chết vì vũ trụ ngũ duy. Nói đến đây, nàng nhìn xuống vũ trụ ngũ duy bên dưới, tiểu tử, ngươi phải quản lý tốt ngũ duy đấy. Nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Sau đó, nàng nhìn Mộ Niệm Niệm, cô nương, sau này gặp lại. Dứt lời, nàng lập tức biến mất. Còn Mộ Niệm Niệm thì vẫn nằm im trong tinh không. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên bình an trở về, mấy người Quan Âm đều thở phào nhẹ nhõm. Khi biết Diệp Huyên đến đạo đình, bọn họ thật sự đã sợ hết hồn, đấy là đạo đình đó. Nhưng cũng may là Diệp Huyên đã quay lại rồi. Trong một đại điện. Tất cả cao thủ độn nhất cảnh của vũ trụ ngũ duy đều có mặt. Mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Khương Vũ, Khương các chủ, ông dẫn tất cả cao thủ của đạo giới đi tới các nơi trên thế giới. Nhiệm vụ của các ông rất đơn giản, cứu sống người bị thương.
với một vài thiên tai, các ông có thể ngăn cản thì phải ngăn cản, nếu không thể ngăn cản thì cứu một vài người và sinh linh. Khương Vũ gật đầu, ta sẽ đi ngay. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên lại nhìn về phía Quan Âm, bây giờ ngũ duy kiếp đã đến, người của thế giới này chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, mà lúc này nhất định có người thừa thế làm loạn, người phái ra một đội cao thủ đi qua các thế giới tuần tra, chỉ cần có người thừa thế làm loạn, lập tức chém chết. Quan Âm gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn Văn Chiêu Nhược, Văn Cô Nương, bây giờ vũ trụ ngũ duy cần sự trợ giúp của vũ trụ lục duy. Văn Chiêu Nhược vội nói, Diệp công tử cứ nói. Sau khi Diệp Huyên chịu chia sẻ đạo kinh, vũ trụ lục duy cũng đã đứng về phía hắn. Đạo kinh. Đó là thứ có thể thay đổi số phận của tất cả cao thủ ở vũ trụ lục duy đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ chắc chắn vũ trụ ngũ duy không có đủ người, ta mong vũ trụ lục duy phái người xuống giúp đỡ. Còn nữa, bây giờ linh khí của vũ trụ lục duy đang sụp đổ, chúng ta cần một ít thiên địa chi linh và linh mạch. Văn cô nương yên tâm, chỉ là mượn dùng tạm thôi, đợi sau khi vũ trụ ngũ duy ổn định thì sẽ trả lại hết. Còn vấn đề linh khí sau này của vũ trụ ngũ duy, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Văn Chiêu Nhược hơi do dự, sau đó gật đầu, được. Vậy ta đi làm đây. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía trụ trì của cổ tự, bây giờ trụ trì của cổ tự cũng là người chủ trì của vùng cực lạc. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, trụ trì cổ tự lập tức đứng dậy, chắp hai tay, nửa ngày trước, ta đã triệu tập tất cả tăng nhân của vùng cực lạc đến vũ trụ ngũ duy, còn có linh mạch và thiên địa chi linh của vùng cực lạc nữa, bây giờ bọn họ đều đang ở bên ngoài đợi lệnh của Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Trụ trì cổ tự vội đáp, việc nên làm mà. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn mọi người xung quanh, chư vị, bây giờ ngũ duy kiếp đã đến, vũ trụ ngũ duy gặp phải khó khăn trước giờ chưa từng có, ở thời khắc mấu chốt này, ta cần có sự giúp đỡ của mọi người, cho nên ta hy vọng lúc này mọi người có thể dẹp những suy tính trong lòng qua một bên, việc nên nghĩ có thể nghĩ, việc không nên nghĩ thì không cần nghĩ, càng không phải làm. Đợi sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, Diệp Huyên ta sẽ không bạc đãi mọi người. Hắn biết sở dĩ các thế lực ở vũ trụ ngũ duy đoàn kết như thế là vì đạo kinh, cũng là vì trước đó có chung kẻ thù. Nhưng bây giờ ngũ duy kiếp đã xuất hiện, có điều nó đã bị lực lượng của Mộ Niệm Niệm ngăn chặn, mọi người không cảm nhận được nguy cơ, mà lúc này, e rằng trong lòng rất nhiều người đều đang có một suy tính riêng. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, nét mặt rất nhiều người xung quanh trở nên hơi mất tự nhiên. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, các vị đều đã đạt tới độn nhất, có người là độn nhất chân chính, còn có người thì chưa, ta muốn nói các vị phải nhìn xa một chút. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng giơ tay phải về phía trước, trong nháy mắt, một áp lực vô hình bao phủ lấy tất cả mọi người. Lúc này, nét mặt bọn họ đều thay đổi. Kể cả A Tử, Tư Đồ và A La cũng thế. Chứng đạo cảnh. Chứng đạo cảnh chân chính. Diệp Huyên nhìn mọi người, ta cũng không phải muốn hù dọa mọi người, ta chỉ muốn cho mọi người biết Diệp Huyên ta có thể đến chứng đạo chân chính thì mọi người cũng có thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các vị là cao thủ của vũ trụ ngũ duy ta, các vị hiểu ý ta chứ? Lúc này, một ông lão run rẩy nói, hiểu hiểu. Lão hủ sinh là người của vũ trụ ngũ duy, chết là ma của vũ trụ ngũ duy. Ai dám làm hại đến vũ trụ ngũ duy, lão hủ là người đầu tiên không tha cho người đó. Vô số người xung quanh vội vàng tỏ thái độ. Diệp Huyên nhìn mọi người, hắn biết rõ vũ trụ ngũ duy rất rộng lớn, một mình Diệp Huyên hắn không thể thống trị được, hắn cần những người này giúp đỡ, nhưng sau khi tu luyện đến độn nhất, những người này sẽ không để tâm đến chúng sinh và vũ trụ này nữa, mục tiêu của bọn họ là chứng đạo, là ngự đạo. Lợi ích. Hắn phải ràng buộc tất cả lợi ích lại với nhau, sau đó để những người này cùng hắn thay đổi vũ trụ ngũ duy. Chỉ cần đủ lợi ích, một người xấu cũng có thể biến thành người tốt. Mà mục tiêu cuộc sống của Diệp Huyên chính là bảo vệ tốt cho vũ trụ ngũ duy, để vũ trụ ngũ duy tiếp tục tồn tại đời đời kiếp kiếp. Mọi người trong điện vô cùng hưng phấn. Diệp Huyên đến chứng đạo rồi. Điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn họ cũng có cơ hội đến chứng đạo. Mà bọn họ vẫn vô cùng tin tưởng Diệp Huyên,
vì Diệp Huyên nói chia sẻ đạo kinh, và hắn đã thật sự làm thế. Diệp Huyên đi đến trước cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối tinh không, nhẹ giọng nói, Niệm tỷ. Ta rất muốn nói chuyện với tỷ một lát. Rất nhiều lúc, điều tiếc nuối nhất đời người không phải sinh ly tử biệt, mà là không thể nói lời từ biệt đàng hoàng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu đích thân xử lý chuyện của vũ trụ ngũ duy. Trấn áp ngũ duy kiếp. Dù ngũ duy kiếp chưa hoàn toàn bộc phát, nhưng tình hình của vũ trụ ngũ duy bây giờ vẫn không ổn. Các loại thiên kiếp chỉ là thứ yếu, vì cao thủ của vũ trụ ngũ duy bây giờ đủ khả năng trấn áp những thiên kiếp và thiên tai đó. Còn về nhân họa, liên minh ngũ duy mà Diệp Huyên sáng lập cũng đã trấn áp một phần nhân họa của vũ trụ ngũ duy. Nhưng linh khí sụp đổ là một vấn đề rất lớn. Vấn đề này cũng là vấn đề Mộ Niệm Niệm từng không thể giải quyết trước đây. Dù Diệp Huyên mượn linh mạch và các loại thiên địa chi linh từ vũ trụ lục duy và đạo giới, nhưng đối với vũ trụ ngũ duy đang liên tục mất đi linh khí thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Nếu còn tiếp tục như thế, dù vũ trụ ngũ duy còn sống, thì linh khí hoàn toàn biến mất, vũ trụ ngũ duy cũng sẽ biến thành một hành tinh chết. Trong vân đoan, Diệp Huyên đưa mắt nhìn xuống thế giới bên dưới. Đến lúc này, hắn mới biết tình hình của vũ trụ ngũ duy này đã nghiêm trọng đến mức nào. Phải làm sao đây? Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên đột nhiên lấy cái hộp mình lấy được ở kiếm tông ra. Thứ này có thể cứu được vũ trụ ngũ duy sao? Không còn cách nào khác nữa rồi. Diệp Huyên mở hộp ra. Một luồng linh khí tinh thuần chợt dâng trào từ trong hộp, sau đó, một cái móng vuốt nhỏ màu trắng thò ra từ trong hộp, tiếp theo là một cái đầu xuất hiện. Khuôn mặt quen thuộc. Nhóc màu trắng bỏ ra ngoài, nhóc chớp mắt nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vội vàng lấy một que kẹo hồ lô ra đưa cho nhóc. Nhìn thấy kẹo hồ lô, hai mắt nhóc màu trắng sáng lên, nhóc cầm kẹo hồ lô lên liếm một cái, sau đó cười tươi với Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi nhìn nhóc màu trắng, cực kỳ vui vẻ, cô bé ôm lấy nhóc màu trắng, nói gì đó với tốc độ rất nhanh. Nhóc màu trắng cũng rất thân thiện với Tiểu Linh Nhi, còn lấy một viên kẹo hồ lô ra đưa cho cô bé. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, có thể giúp ta một chuyện không? Nhóc màu trắng nhìn về phía Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi xem, có thể giúp ta hồi phục linh khí của thế giới này không? Nhóc màu trắng nhìn một vòng xung quanh, lắc đầu. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt hai tay, tại sao? Nhóc màu trắng nhẹ nhàng vung tay. Lúc này, linh khí mấy vạn dặm xung quanh chợt trở nên nồng đậm, nhưng ngay sau đó, những linh khí này lại biến mất với tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Nếu muốn khôi phục linh khí của vũ trụ này thì phải giải quyết ngũ duy kiếp của vũ trụ ngũ duy trước, nếu không, ngũ duy kiếp vẫn còn, linh khí sẽ mãi mãi không thể hồi phục, vì những thiên kiếp và thiên tai sẽ không ngừng bào mòn linh khí và căn nguyên của vũ trụ ngũ duy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, muội chơi với nó đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu dẫn cao thủ của vũ trụ ngũ duy đi trấn áp các loại thiên tai, không trấn áp được thì sẽ phong ấn. Cũng giống như những thứ có sức tàn phá mạnh nhất là núi lửa dưới đáy biển, nếu không thể trấn áp thì xử lý nó luôn, bây giờ hắn có thực lực này. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của vũ trụ ngũ duy, vũ trụ lục duy và đạo giới, các loại thiên tai ở vũ trụ ngũ duy càng ngày càng ít. Nhưng trong quá trình đó, Diệp Huyên vẫn kinh hãi không thôi. Vì hắn phát hiện, nếu không nhờ có lực lượng của Mộ Niệm Niệm trấn áp, mấy người bọn họ hoàn toàn không thể chống lại ngũ duy kiếp. Dù là Diệp Huyên hắn cũng không thể làm gì. Toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Toàn bộ vũ trụ ngũ duy có bao nhiêu núi lửa, bao nhiêu hải vực. Còn cả nham thạch nóng chảy dưới lòng đất nữa. Nếu không nhờ lực lượng của Mộ Niệm Niệm trấn áp, những thứ này hoàn toàn bùng phát, thì ai có thể ngăn cản được? Hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể chạy thoát thân. Nhưng Mộ Niệm Niệm lại một mình trấn áp toàn bộ vũ trụ ngũ duy, nói cách khác, nàng đã dùng thực lực của một mình để bảo vệ vũ trụ ngũ duy. Lúc này, hắn nhớ đến một câu Mộ Niệm Niệm từng nói, chỉ cần nàng không muốn chết. Nàng thật sự rất khó chết.
Ngoài ra, hắn còn phát hiện tình hình của vũ trụ ngũ duy nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Linh khí ở các nơi trên thế giới đều đang dần biến mất, còn là biến mất vĩnh viễn. Linh khí, chính là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà vũ trụ ngũ duy phải đối mặt tiếp theo. Trong tinh không, Diệp Huyên tìm thấy Linh Nhi, cũng chính là Linh Nhi vẫn luôn đi theo bên cạnh Mộ Niệm Niệm. Linh Nhi vốn tên là Nguyên Linh, bản nguyên chi linh của vũ trụ ngũ duy, tình hình của nàng bây giờ rất không tốt, vì ngũ duy kiếp đến, nàng chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nguyên Linh vẫn luôn ở bên cạnh bản thể của Mộ Niệm Niệm, chưa từng rời đi. Diệp Huyên cũng không phải đến một mình, hắn còn dẫn nhóc màu trắng và tiểu Linh Nhi theo. Diệp Huyên dẫn nhóc màu trắng đi tới trước mặt Nguyên Linh nhìn nhóc, hơi kích động, cũng hơi căng thẳng. Diệp Huyên nhìn nhóc màu trắng, người có thể giúp nàng không? Nhóc màu trắng chớp mắt, sau đó gật đầu, nhóc bay tới trước mặt Nguyên Linh, sau đó giơ tay phải về phía Nguyên Linh, trong nháy mắt, vô số luồng khí tím bao phủ lấy Nguyên Linh. Một hơi thở mạnh mẽ dâng trào từ trong thân thể của Nguyên Linh, tinh không run rẩy. Một lát sau, nhóc màu trắng rụt tay về. Nguyên Linh mở hai mắt ra, nhìn về phía nhóc màu trắng, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhóc màu trắng cười một tiếng. Diệp Huyên vội vàng hỏi, người đột phá rồi ư? Nguyên Linh nhìn Diệp Huyên, gật đầu, nàng như nghĩ đến điều gì, chợt quay đầu nhìn bản thể của Mộ Niệm Niệm ở phía xa, nhẹ giọng nói, thì ra đây chính là cơ duyên mà nàng nói. Trước đây, Mộ Niệm Niệm từng bảo nàng đi theo Diệp Huyên, nói sau này sẽ có một phần cơ duyên. Rất rõ ràng cơ duyên này chính là nhóc màu trắng. Diệp Huyên nhìn Nguyên Linh, ta cần ngươi giúp đỡ. Nguyên Linh là căn nguyên của vũ trụ ngũ duy, nếu có nàng giúp đỡ, việc khôi phục linh khí của vũ trụ ngũ duy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nguyên Linh im lặng một lát rồi nói, nàng không thể khôi phục hoàn toàn linh khí của vũ trụ ngũ duy. Vì đây không phải bản thể của nàng, chỉ là một phân thân nhỏ mà nàng để lại thôi. Diệp Huyên nhìn nhóc màu trắng, đứa bé này thật sự chỉ là một phân thân, không đúng, còn không phải là phân thân, chỉ có thể xem như một luồng linh khí nhỏ thôi. Diệp Huyên chợt hỏi, chúng ta có thể trộm linh khí từ nơi khác không? Nguyên Linh nhìn về phía Diệp Huyên nhẹ giọng nói, như vậy cũng được đúng không? Nguyên Linh trầm giọng đáp, theo lý thuyết thì có thể. Có điều ngươi sẽ ra tay với vũ trụ lục duy và đạo giới sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không thất đức như thế. Vũ trụ lục duy và đạo giới chắc chắn không thể ra tay. Nguyên Linh lại nói, còn một vấn đề nữa, phải trộm linh khí thế nào? Lúc này, nhóc màu trắng bên cạnh vội vàng chỉ vào mình, tay nhóc liên tục đung đưa, như là rất hưng phấn. Tiểu Linh Nhi vội vàng phiên dịch, nàng nói nàng làm được. Diệp Huyên. Nét mặt của Nguyên Linh cũng trở nên hơi kỳ lạ. Sao đứa bé này lại có dáng vẻ giống thổ phỉ thế? Diệp Huyên nhìn nhóc màu trắng, vậy chúng ta đi. Nhóc màu trắng vội vàng gật đầu. Diệp Huyên dẫn nhóc màu trắng rời đi. Nguyên Linh đứng sau lưng nhìn Diệp Huyên, nét mặt phức tạp. Đạo Đình. Đạo Đình lúc này vô cùng u ám. Đạo Đình bị Diệp Huyên giết chết gần hết, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã với bọn họ. Trong một đại điện đổ nát, Bạch Đế Tử ngồi yên lặng. Bây giờ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở Đạo Đình đều do ông ta quản lý. Chuyện bên trong Đạo Đình do ông ta quản lý, còn chiến sự bên ngoài là do Chân Võ Thần Quân quản lý. Một người chủ ngoại, một người chủ nội. Nhưng bây giờ, Chân Võ Thần Quân ở vực thiên giới chống lại đạo chủng chi địa, cho nên ông ta phải lo chuyện của Diệp Huyên và vũ trụ ngũ duy. Ở trong điện, ngoài Bạch Đế Tử còn có một vài cao thủ của Đạo Đình. Đều là những người may mắn thoát khỏi Diệp Huyên trước đó. Bạch Đế Tử nhìn xuống một tên thiên tướng, Diệp Huyên và cao thủ của vũ trụ ngũ duy đang trấn áp thiên tai thiên kiếp của vũ trụ ngũ duy sao? Thiên tướng kia gật đầu, đúng vậy, chẳng những thế. Hắn còn mượn linh mạch và linh khí của vũ trụ lục duy và đạo giới, nhưng tác dụng không lớn lắm. Bạch Đế Tử cười khẽ, cái ngũ duy kiếp kia phá hoại chính là căn nguyên của vũ trụ ngũ duy, kiếp chưa hết, sao có thể khôi phục linh khí được.
hơn nữa dù ngũ duy kiếp bị bọn họ trấn áp hoàn toàn thì linh khí biến mất cũng không thể quay lại. Lúc này, bọn họ muốn cứu vũ trụ ngũ duy chỉ có một cách, đó là lấy linh khí từ nơi khác. Nói đến đây, ông ta càng cười tươi hơn, các ngươi nói xem, hắn sẽ lấy linh khí từ vũ trụ lục duy hay từ đạo giới đây? Hai nơi này là đồng minh của Diệp Huyên đúng không? Bên dưới chợt có một thiên tướng cất lời, có khi nào hắn sẽ ra tay với đạo đình chúng ta không? Bạch đế tử lắc đầu, chắc chắn không thể, vì hắn không có năng lực đó. Đạo đình ta cách vũ trụ ngũ duy khá xa, hắn hoàn toàn không thể lấy linh khí từ chỗ chúng ta, dù chúng ta cho hắn lấy, hắn cũng không thể rời linh khí của đạo đình đến vũ trụ ngũ duy. Cách tốt nhất của hắn là phá bỏ vách ngăn vũ trụ giữa ngũ duy và lục duy, để hai vũ trụ lưu thông, để linh khí của vũ trụ lục duy tiến vào vũ trụ ngũ duy. Có điều nếu làm thế, vũ trụ ngũ duy chắc chắn sẽ gặp chuyện. Hơn nữa dù hắn làm thế cũng hoàn toàn không cứu được vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy bây giờ linh khí sụp đổ, một chút linh khí không có chút tác dụng nào cả. Nói đến đây, ông ta lắc đầu cười khẽ, đạo đình ta có nhiều linh khí, hơn nữa linh khí còn tinh thuần, có thể bổ sung cho vũ trụ ngũ duy. Có điều dường như Diệp Huyên hắn cũng không có bản lĩnh chuyển linh khí của đạo đình đến vũ trụ ngũ duy. Ông ta vừa dứt lời thì có một thiên tướng đột nhiên chạy vào, thiên tướng run rẩy nói, Diệp Huyên, lại đến rồi. Diệp Huyên đến rồi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong điện thay đổi. Bạch đế tử đột nhiên biến mất. Diệp Huyên mới xuất hiện trước cửa nam, bạch đế tử đã xuất hiện trước mặt hắn. Bạch đế tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên đang ở trạng thái bình thường, không có nổi điên. Bạch đế tử lập tức thả lỏng một chút, có lý trí thì tốt, có lý trí còn có thể nói chuyện, cũng sẽ có sơ hở. Ông ta sự khi Diệp Huyên nổi điên, chỉ muốn giết người mà mặc kệ mọi thứ. Đạo đình bây giờ thật sự không muốn đối mặt với Diệp Huyên nổi điên, ít nhất trước khi trận chiến ở lưỡng giới Huyên vẫn chưa kết thúc. Bạch đế tử nhìn Diệp Huyên, ngươi lại muốn giết người sao? Diệp Huyên lắc đầu, đến mượn đạo đình ít thứ. Tương lai hắn chỉ có hai chuyện, chăm lo cho vũ trụ ngũ duy, tiêu diệt đạo đình. Còn giết người. Giết mấy tên tép siêu của đạo đình thì có ý nghĩa gì? Mục đích của hắn là tiêu diệt toàn bộ đạo đình. Bạch đế tử nhíu mày, mượn đồ. Diệp Huyên gật đầu, vũ trụ ngũ duy thiếu linh khí, tìm đạo đình mượn chút linh khí. Bạch đế tử sửng sốt, sau đó cười nói, nơi này linh khí tinh thuần, ngươi cứ lấy tự nhiên. Diệp Huyên nhìn ông ta, thật à? Bạch đế tử gật đầu. Cười nói, ngươi có thể hút bao nhiêu cứ hút bấy nhiêu. Còn nữa, ngươi không cần mượn, đạo đình ta cho ngươi đấy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vậy ta không khách sáo đâu. Bạch đế tử cười nói, đừng khách sáo, mau hút đi. Có thể hút bao nhiêu cứ hút. Trong giọng nói mang theo ý giễu cợt vô cùng rõ ràng. Lúc này, một nhóc màu trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn nó, hút đi. Nhóc màu trắng nhếch miệng cười, nhóc nhìn một vòng xung quanh, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, trong nháy mắt. Khi nhóc màu trắng xuất hiện bên người Diệp Huyên, một nỗi bất an dâng lên trong lòng bạch đế tử khiến ông ta biến sắc. Đồng thời, ông ta cũng bừng tỉnh lại. Diệp Huyên trông không phải như hạng người hữu dũng vô mưu, nếu hắn đã dám đến đây thì chắc chắn có mưu đồ gì đó. Đúng lúc ấy. Theo từng nhịp hô hấp của nhóc con kia, linh khí bốn phía đã thoát cái biến mất hoàn toàn. Không chỉ linh khí xung quanh mà ngay cả linh khí suốt 33 tầng trời đều ồ ạt lao về phía nhóc ta như thủy triều. Cô bé tựa như một lốc xoáy, hút hết toàn bộ linh khí đạo đình về phía mình. Bạch đế tử không khỏi ngây ra, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, cả giận quát lên với Diệp Huyên. Dừng lại ngay. Diệp Huyên xòe tay ra, ông đã nói thích hút bao nhiêu thì hút mà. Gương mặt bạch đế tử trông như vừa nếm phải một đống phân, phẫn nộ trừng Diệp Huyên, ta bảo ngươi hút, không phải nó. Diệp Huyên nhún vai, con bé hút thì cũng như ta hút thôi. Bạch đế tử quắc mắt lườm, nhưng Diệp Huyên lại hỏi. Chiến trận ở lưỡng giới Huyên kết thúc rồi sao? Bạch đế tử, nếu kết thúc thì ngươi còn có thể đứng ở đây sao? Diệp Huyên khẽ cười,
nói với nhóc con màu trắng, linh khí nơi này tinh khiết lắm, hút nhiều vào. Nhóc ta gật đầu như dã tỏi, càng ra sức hút. Linh khí đạo đình biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Ánh mắt bạch đế tử nhìn nhóc con màu trắng không khỏi hoảng sợ. Linh khí của 33 tầng trời không hề ít, vậy mà lại bị nó hấp thu toàn bộ. Nó có thể hút vào nhiều đến vậy ư? Đây là yêu nghiệt bực nào vậy? Đúng lúc này, vô số cường giả đạo đình xuất hiện ở bốn phía nhưng không một ai dám ra tay. Bọn họ từng lĩnh giáo thực lực của Diệp Huyên, biết tên này một khi điên lên thì thật sự không phải người. Hiện giờ trừ đạo tổ đang bế quan ra thì không ai là đối thủ của hắn. Bạch đế tử im lặng trong sự bất đắc dĩ vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Huyên hấp thu linh khí đạo đình. Chiến trận ở lưỡng giới Uyên đang căng thẳng vô cùng, nếu thất thủ thì đạo đình sẽ vĩnh viễn rơi vào thế bị động, chẳng khác gì tai họa với họ. Vì vậy, đạo đình gần như đã phái toàn bộ lực lượng của mình ra trận, mới dẫn đến việc Diệp Huyên mặc sức làm mưa làm gió ngày hôm nay. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh khí hiện có của đạo đình đã bị nhóc con màu trắng hút sạch. Diệp Huyên cười, chúng ta đi thôi. Nghe được những lời này, bạch đế tử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đạo đình tuy bị hao tổn khi mất đi số linh khí này nhưng không đến mức thương căn động cốt, bởi vì họ còn 136 long mạch, đây mới chính là cốt lõi của linh khí. Nào ngờ đứa bé màu trắng lại lắc đầu. Không muốn đi sao? Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Nhóc ta vươn đôi tay nhỏ chỉ về phía xa, khua tới khua lui loạn xạ. Diệp Huyên lắc đầu, không hiểu, nói tiếng người được không? Nhóc màu trắng. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì thấy nhóc ta vung vẩy hai tay. Chỉ trong chốc lát, một luồng linh khí đã dâng lên. Bạch đế tử thấy vậy thì cau mày, ngươi đang làm gì? Diệp Huyên cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Sợi linh khí kia nhanh chóng biến mất. Sau một chớp mắt im lặng. Grau. Từng tiếng rồng ngâm bỗng vang vọng khắp bốn phương tám hướng đạo đình. Long mạch. Bạch đế tử biến sắc kịch liệt, trợn trừng nhìn nhóc màu trắng, ngươi muốn làm gì? Nhóc ta không thèm để ý đến ông ta mà chỉ nhìn về chân trời, nơi bốn con rồng khổng lồ đang nhanh chóng xuất hiện. Tất cả các long mạch của đạo đình đã rời khỏi vị trí của mình mà xuất hiện ở trên thiên môn, tổng cộng 136, tạo nên cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Bạch đế tử gầm lên, tất cả long mạch, trở về vị trí ngay lập tức. Chúng cúi đầu nhìn thoáng qua ông ta như có điều kiêng kỵ. Nhưng nhóc màu trắng kia lại xuất hiện ở chân trời, lừ mắt nhìn lũ rồng, khẽ hừ một tiếng, khiến chúng vội vàng cúi đầu thật thấp. Tuy nhóc chỉ là một sợi linh khí của linh tổ hóa thành, nhưng cái uy của tổ tiên của vạn linh trong chốn thiên địa này không phải thứ mà long mạch dám phản kháng. Thấy lũ rồng tỏ ra ngoan ngoãn hẳn, mặt bạch đế tử tái nhợt trong nháy mắt. Chỉ thấy nhóc màu trắng vẫy vẫy tay rồi rời đi, sau đó là toàn bộ long mạch đều đi theo phía sau. Diệp Huyên cũng sững người ra, không ngờ nhóc con này lại có thể bứng cả long mạch của người ta đi. Bạch đế tử bỗng thét lên, ngăn chúng lại. Ông ta có thể để Diệp Huyên hấp thu linh khí, nhưng tuyệt đối không thể để hắn mang đi long mạch. Chúng là cốt lõi của linh khí đạo đình, một khi bị mang đi thì đạo đình sẽ chịu tổn thương thảm trọng. Ở chân trời, Diệp Huyên xoay người nhìn thoáng qua những cường giả đạo đình, kiếm trong tay rời khỏi vỏ. Thấy vậy, những cường giả kia biến sắc. Hiện nay trừ các thần quân ra, đạo đình căn bản không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Họ ngừng nhưng Diệp Huyên thì không, bỗng hắn vung kiếm chém ra. Xoẹt! Cách đó hơn 10 trượng, có mười mấy thủ cấp đạo đình cường giả trực tiếp bay véo đi. Những người khác trắng bệch cả mặt, cuống quýt lùi lại. Đa tạ món quà của đạo đình. Diệp Huyên nói với bạch đế tử, đoạn quay sang nhóc màu trắng, chúng ta đi. Nhóc ta do dự một hồi, sau đó cầm ra một viên kẹo hồ lô, ném cho bạch đế tử. Ông ta nhìn nhóc, ngươi có ý gì? Nhóc ta chớp chớp mắt, chỉ vào viên kẹo, lại chỉ vào long mạch. Trái cổ bạch đế tử di chuyển lên xuống. Ngươi, dùng viên kẹo này đổi lấy long mạch của ta. Nhóc màu trắng lia lịa gật đầu, còn vẫy vẫy tay với vẻ đau lòng.
Bạch đế tử, ngươi nói, ngươi còn chịu thiệt. Nhóc ta gật đầu khiến gương mặt bạch đế tử vặn đi, ánh mắt trợn trừng nhìn nhóc như có thể giết người. Diệp Huyên ở chân trời bỗng nói, vậy mà ông có thể nghe hiểu thú ngữ của nhóc này, đúng là nhân tài. Sau đó, hắn mang theo nhóc màu trắng rời đi. Mà nhóc ta còn ra vẻ không cam lòng, lâu lâu lại quay đầu ngóng về viên kẹo trong tay bạch đế tử. Trước thiên môn, bạch đế tử nhìn viên kẹo hồ lô trong tay với sắc mặt xấu xí đến cùng cực. Một viên kẹo đổi lấy 136 long mạch, mà đứa nhóc kia còn thấy bị thua thiệt. Có còn thiên lý không? Có còn vương pháp không? Một hồi sau, ông ta bỗng xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Sau khi trở lại, nhóc màu trắng chợt hé miệng phun ra một hơi. Chỉ trong chốc lát, linh khí được nhóc ta hấp thu từ đạo đỉnh tuôn ra từ trong thân thể, lan tràn đến các thế giới của ngũ duy. Khi nhóc thả 136 long mạch ra, linh khí của nơi này cấp tốc khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Long mạch là cốt lõi của linh khí. Trước đây vũ trụ ngũ duy còn không có được một con, nhưng bây giờ một hơi lại có tận 136 con, khiến vũ trụ lục duy và đạo giới cũng không khỏi ghen tị đỏ mắt. Có thể nói, trong số các loại linh mạch, long mạch nằm ở cấp cao nhất. Có chúng và linh khí từ nhóc màu trắng, các thế giới của vũ trụ ngũ duy đều đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng thiên kiếp và thiên tai vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà bản nguyên chi linh cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng thiên tai ấy có thể dùng sức người để trấn áp, vấn đề không còn lớn nữa. Trước kia, cho dù có sức mạnh của Mộ Niệm Niệm trấn áp thì ngũ duy cũng sẽ phải chịu vô số thương vong, bởi vì họ không được đoàn kết như hiện tại. Bây giờ, ngũ duy không chỉ đạt đến sự đồng lòng cao nhất từ trước đến nay, mà sức mạnh cũng đạt đến ngưỡng. Dưới sự đồng tâm hợp sức của vô số người, tuy thiên tai vẫn hoành hành nhưng vũ trụ không hề loạn lạc. Về phần bản nguyên chi linh, trước mắt muốn nó hoàn toàn khôi phục vẫn còn chút khó khăn. Không ai biết rằng, vào giây phút linh khí vũ trụ ngũ duy khôi phục, ở vùng vũ trụ nơi bản thể của Mộ Niệm Niệm nằm, có một ít năng lượng kỳ lạ bỗng chậm chạp trôi về phía nàng ta. Chỉ có điều chúng vô cùng ít ỏi. Ngày nọ, Diệp Huyên bước vào kiếm tông. Hiện nay kiếm tông đã có hơn 280 kiếm tu, cấp thấp nhất đều đã đến quy nguyên phá giới cảnh, mà nhóm Lục Vân Tiên và Cổ Nghiệt thì đã đạt đến độn nhất cảnh chân chính. Trong đó không chỉ có kiếm tu ngũ duy, mà còn cả kiếm tu lục duy và đạo giới. Diệp Huyên triệu tập mọi người lại, nói tất cả các vị phải đạt đến độn nhất cảnh chân chính. Những ai đã đạt được có thể đến tìm ta sẽ cho biết trên kiếm tâm tự tại là cảnh giới gì. Các kiếm tu ở dưới lập tức có phần kích động. Bọn họ biết kiếm đạo của Diệp Huyên đã vượt qua kiếm tâm tự tại, mà truy cầu cực hạn của kiếm đạo chính là việc mà tất cả các kiếm tu đều khao khát. Diệp Huyên khẽ khép mắt lại, chư vị, tuy chúng ta đã trấn áp ngũ duy kiếp, vũ trụ ngũ duy cũng đang dần khôi phục, nhưng vấn đề thật sự vẫn chưa được giải quyết. Đạo đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta hy vọng lần sau gặp lại họ, chư quân có thể sóng vai với ta, cùng ta xuất kiếm. Hắn nhìn xuống họ, ta sẽ cho các người tài nguyên tốt nhất, điều kiện tốt nhất. Chỉ cần các người có năng lực, có bản lĩnh, Diệp Huyên ta bằng lòng mang tất cả đạo kinh đang sở hữu ra chia sẻ. Phàm là những gì ta biết, thậm chí là tâm đắc kiếm đạo, ta cũng bằng lòng chia sẻ. Những người khác lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên, việc giữa chúng ta và đạo đình còn chưa kết thúc. Với ta, nó chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, sắc mặt dần trở nên dữ tợn. Trước kia, nếu hắn mạnh hơn một chút, nếu mọi người của ngũ duy mạnh hơn một chút, Niệm tỷ đã không phải chết. Đáng tiếc trên đời không có chữ nếu. Đối với Diệp Huyên, quãng đời còn lại chỉ có hai việc phải làm. Một là báo thù, thù này không báo, hắn làm người cũng uổng. Hai là bảo vệ những gì Niệm tỷ từng muốn bảo vệ. Ngày nào còn Diệp Huyên, ngày ấy vũ trụ ngũ duy vĩnh viễn tồn tại. Kể từ sau khi tiếp nhận kiếm tông, Diệp Huyên bắt đầu dốc hết sức lực bồi dưỡng những kiếm tu nơi này. Có thể nói, hiện nay họ là những người sở hữu chiến lực mạnh mẽ nhất vũ trụ ngũ duy, trừ nhóm A-La. Nhưng nếu so sánh với đạo đình thì vẫn còn quá yếu.
Bọn họ nhất định phải đạt đến độn nhất cảnh, chỉ có khi ấy mới có thể miễn cưỡng đối đầu với đạo đình. Mà để làm được điều ấy, cũng không khó khăn gì. Diệp Huyên không chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện mà còn chia sẻ đạo kinh. Hơn nữa thiên phú của những kiếm tu kia không hề thấp, để đạt đến độn nhất cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Rời khỏi kiếm tông rồi, Diệp Huyên đến tìm A Tử và Tư Đồ. Hắn ngồi trước mặt cả hai trong một gian phòng trúc, nói với A Tử, sư tỷ, ta cần các vị ở lại. A Tử cạn sạch rượu trong hô lô trên bàn, được. Nàng ta thật sự xem Diệp Huyên như sư đệ mình, tuy bản thân cũng biết hắn có thể là giả, nhưng nàng ta muốn tin là thật. Tư Đồ lại hỏi, vì sao? Diệp Huyên không đáp mà đứng dậy rời đi. Tư Đồ quay sang A Tử, hắn có ý gì? A Tử nhàn nhạt đáp, hắn biết ngươi sẽ ở lại. Tư Đồ ra vẻ khó hiểu, hắn dựa vào cái gì để tin chứ? A Tử, nếu ngươi muốn đi thì đã đi lâu rồi. Tư Đồ im lặng. A Tử khẽ nói, hắn đã trưởng thành rất nhiều. Trước kia lúc nào cũng hi hi ha ha, nhưng giờ đây, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Như nghĩ đến điều gì đó, Tư Đồ cũng thấp giọng thở dài. Chấm chấm chấm. 3 ngày sau, Diệp Huyên xuống âm phủ cùng với Vô Tâm và Tam Sinh. Người đứng đầu âm phủ đã chết, nhưng âm phủ vẫn còn tồn tại. Trên đường đi, Vô Tâm thoáng nhìn Diệp Huyên, hỏi. Diệp Huynh gọi ta cùng đi âm phủ làm gì? Diệp Huyên khẽ nói, người bị nhốt ở nơi đó 2 vạn năm, không muốn làm gì cả sao? Vô Tâm nghe vậy thì hiểu ý hắn. Diệp Huyên lại nói, không biết Vô Tâm huynh đệ đến từ đâu. Vô Tâm cười, chỉ là tán tu mà thôi, thật đấy. Diệp Huyên nghĩ nghĩ rồi nói, hay là sau này ở lại vũ trụ ngũ duy luôn. Vô Tâm im lặng một hồi, đoạn đáp, linh khí nơi này nồng đậm, quả thật rất thích hợp để ở lại, nhưng... Thấy hắn ta không tiếp tục, Diệp Huyên lại nói. Ta đã có 4 quyển đạo kinh, về sau sẽ có càng nhiều nữa. Vô Tâm bỗng dưng nghiêm mặt, Diệp Huynh nói như vậy quá khách sáo rồi. Ta ở lại ngũ duy là vì đạo kinh ư? Không, là vì ta thật lòng cảm thấy nơi này rất tốt. Tóm lại, về sau vũ trụ ngũ duy chính là nhà của ta, ta có chết cũng phải chết ở nơi này. Tam Sinh thoáng liếc hắn ta, mặt ngươi cũng dày lắm. Vô Tâm. Bỗng Diệp Huyên lại hỏi, ở lại đây tức phải chống lại đạo đình, người đã nghĩ kỹ chưa? Vô Tâm cười, ta hiểu rõ. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì nữa. Thứ mà ngũ duy thiếu thốn nhất hiện nay chính là cường giả. Nhưng có đạo kinh trong tay, hắn có thể mời chào được rất nhiều. Trong nửa năm này, hắn nhất định phải gia tăng sức mạnh cho bản thân và ngũ duy. Không bao lâu sau, cả ba đã đến âm phủ. Hắn vừa đặt chân vào, Diêm Vương đã xuất hiện trước mặt hắn, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Huyên đã vung kiếm ra. Xoẹt! Đầu của Diêm Vương bay đi, linh hồn cũng bị chấn hồn nuốt gọn. Chứng kiến cảnh này, Vô Tâm và Tam Sinh đồng thời biến sắc. Vô Tâm kinh hoàng khi nhận ra sức mạnh của Diệp Huyên đã đạt đến trình độ có thể dùng một kiếm giết chết cường giả chứng đạo cảnh đỉnh cao. Tuy là có kiếm khắc chế nhưng như vậy cũng đã vô cùng kinh khủng. Mà Tam Sinh thì hết hồn vì cách làm của Diệp Huyên. Dưới góc nhìn của cô bé, hắn đi chuyến này chắc chắn là để thu phục âm phủ, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, đưa tay tung kiếm chấn hồn lên. Chỉ một khắc sau, những tiếng oán than dậy đất nổi lên khắp âm phủ khi thanh kiếm đang điên cuồng hấp thu những linh hồn nơi này. Vô Tâm thấy vậy thì không khỏi đanh mặt lại. Diệp Huyên đang muốn hủy diệt âm phủ. Mà Diệp Huyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong mắt tràn ngập khinh thường. Đúng lúc này, A Âm và Nam Tàng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. A Âm hỏi, người muốn làm gì? Diệp Huyên không đáp, chỉ có kiếm chấn hồn vẫn không ngừng cắn nuốt lấy linh hồn khắp nơi. Nó hiện nay đã đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh cao. Cho dù có phải đối đầu với thần vật ngự đạo cảnh cũng ngang tài ngang sức. Ở âm phủ, một vật có thể khắc chế linh hồn như chấn hồn chính là vô địch. A Âm trừng Diệp Huyên, người muốn hủy diệt âm phủ. Hắn nhìn lại, thì đã sao?
A Âm gằn giọng, ngươi không thể làm vậy. Vì sao? Hắn cười một tiếng lạnh lùng, khiến người không rét mà run. A Âm, Diệp Huyên, âm phủ có vô số âm linh, nếu ngươi... Diệp Huyên bỗng vung tay tới. A Âm bay vút ra hơn trăm trượng với một tiếng chát. Diệp Huyên nhìn thẳng vào nàng ta, hỏi, khi âm chủ trợ giúp đạo đình diệt vũ trụ ngũ duy, A Âm cô nương có từng đi khuyên nhủ không? Ngũ duy cũng có vô số sinh linh cơ mà. A Âm im lặng. Diệp Huyên tiếp tục, âm chủ diệt vũ trụ ngũ duy, cô không mở miệng khuyên can. Nay ta diệt âm phủ, cô lại chạy đến ngăn cản, than thở rằng âm phủ đông đảo sinh linh, cô không thấy hành vi này của mình nực cười thế nào sao? A Âm, thật sự không thể bỏ qua cho âm phủ sao? Diệp Huyên gằn giọng, vậy âm chủ khi ấy có chịu bỏ qua cho vũ trụ ngũ duy không? Thấy nàng ta còn muốn mở miệng, hắn cầm chấn hồn đặt ngay trên đầu A Âm, khiến nàng ta và Tam Sinh đều biến sắc. Diệp Huyên, Tam Sinh là bạn của ta không muốn nàng buồn lòng khi thấy bạn mình chết, nên ta sẽ không giết cô. Sắc mặt A Âm có phần xấu xí, bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Ngày đó, Mộ Niệm Niệm đã bày kế để Diệp Huyên trả nợ ân tình của nàng ta trước kia. Bằng không thì hiện nay vẫn có thể bảo vệ được âm phủ. Nghĩ đến đây, A Âm nặn ra một nụ cười khổ sở. Diệp Huyên đã vung tay lên, để chấn hồn bay ra, vọt vào Phong Đô Thành, tiếp tục hấp thu linh hồn. Chấn hồn ở âm phủ quả thật như sói lạc vào bầy cừu, nơi đâu cũng là đồ đại bổ cho nó. Mà Nam Tàng vẫn không nói gì, y đã cảm nhận được sát ý từ Diệp Huyên. A Âm có bạn là Tam Sinh, y thì không. Một khi y mở miệng, Diệp Huyên chắc chắn sẽ lấy mạng y. Mà Diệp Huyên hiện nay cũng chỉ muốn giết người. Hắn quả thật có thể ra tay thu phục âm phủ, nhưng hắn không muốn. Bởi Niệm tỷ đã chết rồi. Tất cả những ai từng đối nghịch với hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Thấy Tam Sinh đi đến, A Âm nhìn cô bé với đôi mắt khẩn khoản, nhưng Tam Sinh lắc đầu. Cô bé biết Diệp Huyên sẽ không tha cho âm phủ. Thật ra thì bản thân cô bé cũng không muốn bỏ qua, chỉ là không muốn tiêu diệt nó mà thôi. Trước kia Tam Sinh nói tấn công âm phủ ý là muốn giết âm chủ và những cường giả nơi này. Nhưng Diệp Huyên bây giờ thật sự là đang hủy diệt âm phủ. Bỗng Diệp Huyên lên tiếng, Thanh Minh đạo quân kia không có ở đây. Nam Tàng chắp tay lại, khi biết Diệp công tử sẽ đến, gã đã rời đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi biến mất, xuất hiện lại ở Phong Đô Thành, sau đó bắt đầu ra sức vơ vét toàn bộ bảo vật âm phủ. Vũ trụ ngũ duy hiện đang thiếu thốn tài nguyên để bồi dưỡng ra hàng loạt siêu cường giả. Mà âm phủ thân là một siêu thế lực, sao có thể chỉ có một nhóm bảo vật? Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bảo vật đáng giá của âm phủ đều rơi vào tay Diệp Huyên, gồm cả sông Hoàng Tuyền. Đáng nói nhất là hắn còn lấy được 26 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có thể giúp tăng cường thần hồn của người tu luyện lên rất nhiều. Có nó, thần hồn của nhóm A-La sẽ được thay đổi về chất. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bấm ngón tay, để một giọt Thánh Thủy bay đến trước mặt Vô Tâm. Hắn ta tròn mắt, cho ta à? Diệp Huyên gật đầu. Vô Tâm do dự, Diệp Huynh không sợ ta nhận món hời này rồi đi luôn sao? Hắn lắc đầu, ngươi sẽ không làm vậy. Vô Tâm hiếu kỳ, vì sao? Diệp Huyên nhẹ giọng, nếu ngươi là người như thế thì đã không bị nhốt ở âm phủ đến 2 vạn năm. Vô Tâm ngẩng ra, sau đó bật cười ha hả. Vì sao hắn lại bị nhốt lâu đến vậy? Vì không chịu đầu hàng. Nếu năm ấy hắn ta chịu cúi đầu thì đã có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng hắn ta không làm. Một người ngạo nghễ như thế còn lâu sẽ làm ra loại chuyện kia. Vô Tâm nhìn Diệp Huyên một cái, cười nói, Diệp Huynh yên tâm, Vô Tâm ta nhận chỗ tốt từ Huynh, đời này sẽ cùng tồn vong với vũ trụ ngũ duy, nói được làm được. Nói xong, hắn ta thu Hoàng Tuyền Thánh Thủy về. Dù sao trước mắt cũng không có chỗ nào để đi, chỉ bằng cứ ở lại ngũ duy. Dù sao thì vị Diệp Huynh này xem ra không tệ, đúng gu Vô Tâm hắn. Chừng nửa giờ sau, một luồng khí thức mạnh mẽ bỗng phóng vút lên từ Phong Đô Thành. Huynh! Chỉ trong chốc lát,
khí tức linh hồn hủy thiên diệt địa đã ồ ạt tuôn ra trên không, khiến mọi người biến sắc. Diệp Huyên cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm từ sâu trong linh hồn. Mà âm phủ chi linh, A Âm, càng run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn về Phong Đô Thành chứa đầy e ngại. Diệp Huyên cũng nhìn lên bầu trời Phong Đô Thành, thấy một lốc xoáy linh hồn đen nghịt bỗng xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức linh hồn tản ra từ trong lốc xoáy, càng lúc càng mạnh, sau một khắc thì biến chất. Uỳnh! Thiên địa chấn động! Ngự đạo cảnh! Những người có mặt đều biến sắc. Kiếm chấn hồn này đã có thể đột phá từ chứng đạo cảnh đỉnh cao đến ngự đạo cảnh rồi sao? Mà một thanh kiếm đạt đến cảnh giới này, ai dám thu phục? Trong khi chủ nhân của nó, Diệp Huyên, vẫn còn đang ở chứng đạo cảnh, nó có còn nhận hắn làm chủ không? Đúng lúc ấy, từ trong lốc xoáy, một cô gái chậm rãi bước ra. Trông nàng ta tầm 16, 17 tuổi, mặc váy dài màu đen, đồng tử cũng đen nhánh. Nàng ta vừa xuất hiện, A Âm lại càng run lên bần bật. Sắc mặt nam tàng cũng trông có vẻ xấu xí, cảm nhận được sự sợ hãi đến từ trong linh hồn. Y nhìn sang Diệp Huyên, tự hỏi hắn có khả năng hàng phục thanh kiếm này không? Sau đó, cô gái kia đi đến, ôm chầm lấy Diệp Huyên trước bao con mắt khác, hưng phấn kêu lên, tiểu chủ. Ta đến ngự đạo cảnh rồi. Người khác. Cô gái này còn có thể là ai khác ngoài tiểu hồn. Nghe nàng ta nói vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Diệp Huyên xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Hắn không những không kiêng kỵ mà còn vô cùng vui sướng khi biết tiểu hồn đã đạt đến ngự đạo cảnh. Bởi hắn không xem nàng ta như kiếm, mà xem như muội muội mình. Tiểu hồn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội Diệp Huyên. Cho dù đã đến ngự đạo cảnh, nhưng trong lòng nàng ta, Diệp Huyên vĩnh viễn là chủ nhân của nàng. Tiểu hồn căn bản không có khả năng đi đến bước này của cuộc hành trình nếu không có Diệp Huyên kề bên. Điều quan trọng nhất là Diệp Huyên xem nàng ta như thân nhân, nàng ta cũng xem hắn như người nhà mình. Quan hệ giữa họ không phải là kiếm và chủ nhân, mà là ca ca và muội muội. Diệp Huyên dịu dàng vuốt tóc tiểu hồn, khẽ nói, người đã đến ngự đạo cảnh rồi. Nàng ta kiêu ngạo cười lên, ta lợi hại lắm đó tiểu chủ. Diệp Huyên gật đầu, sau này tiểu hồn phải bảo vệ cho ta đấy. Tiểu hồn cong môi cười, tiểu chủ, ta còn muốn hấp thu thêm lực lượng linh hồn kia. Người muốn đánh nhau thì chỉ cần gọi là được, bây giờ một mình ta có thể đánh lại siêu nhiều người đó. Diệp Huyên mỉm cười, được. Tiểu hồn lại ôm chầm Diệp Huyên, sau đó trở lại tháp giới ngục. Diệp Huyên đưa mắt nhìn quanh, thấy âm phủ giờ đây điều hưu quạnh quẽ vô cùng khi tất cả linh hồn đã bị tiểu hồn nuốt gọn. Thật ra hắn không ngạc nhiên khi tiểu hồn đột phá đến ngự đạo cảnh. Lúc đến đạo đình, hắn đã tiêu diệt vô số cường giả. Cứ mỗi lần chém giết, chấn hồn đều hấp thu linh hồn của họ, bây giờ nó lại hấp thu linh hồn ở âm phủ, đạt đến ngự đạo cảnh là điều tất nhiên. Có chấn hồn trong tay, hiện nay tuy chém giết cường giả ngự đạo cảnh vẫn không hề dễ dàng nhưng cũng không còn quá khó nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn còn lâu mới đủ. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hỏi A Âm, hai quyển đạo kinh khác ở đâu? Hắn nhớ ở âm phủ có hai quyển, đây mới chính là mục đích thật sự của hắn khi đến đây. A Âm hạ giọng, một quyển nằm trong tay âm chủ, nhưng ông ta đã bị giết rồi. Diệp Huyên cau mày, bỗng nghe Nam Tàng lên tiếng, nó đã rơi vào tay đạo đình. Thấy hắn nhìn sang, y nói, theo những gì ta biết. Quyển đạo kinh của âm chủ đã được ông ta đưa cho đạo đình từ nhiều năm trước, trong một cuộc giao dịch. Diệp Huyên, ông ta bằng lòng dùng thứ quý giá như đạo kinh để trao đổi với đạo đình sao? Nam Tàng lắc đầu, chính vì quý giá nên ông ta mới không thể không đổi. Quyển đạo kinh kia cực kỳ quan trọng với đạo đình, âm chủ cũng bất đắc dĩ mới không thể không đưa họ. Nó đang nằm trong tay đạo đình, nói cách khác rất có khả năng nằm trong tay đạo tổ. Diệp Huyên im lặng một hồi, hỏi quyển còn lại thì sao? A Âm, ở tầng địa ngục thứ 18. Tầng thứ 18, nơi phá đạo giả kia đang ở. Diệp Huyên im lặng. Hắn nhớ Mộ Niệm Niệm từng nói rằng nàng ta muốn giết người này, có lẽ chính là vì đạo kinh.
Bởi vì Niệm Tỷ biết hắn chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm đạo kinh, mà cường giả bí ẩn ở tầng thứ 18 kia có thể gây nguy hiểm đến hắn, vì vậy nàng ta mới muốn giết người kia, nhưng sau đó nàng đã từ bỏ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bỗng hỏi, Tam Sinh, Vô Tâm ở lại đây, ta sẽ đi một chuyến xuống địa ngục. Tam Sinh nghe vậy thì biến sắc, nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Huyên, Niệm Tỷ không giết đối phương. Vừa nói xong, hắn biến mất tại chỗ. A Âm nhìn Tam Sinh, hắn có ý gì? Tam Sinh, Mộ Niệm Niệm, nàng ta làm việc gì cũng chu toàn, một khi không giết người ở tầng 18 kia, có nghĩa là người đó sẽ không gây nguy hiểm cho hắn. A Âm cau mày, chỉ thế thôi. Tam Sinh gật đầu. A Âm im lặng. Chấm 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 chấm. Diệp Huyên rảo bước nơi địa ngục. Có tổng cộng 18 tầng, càng đi xuống thì càng đáng sợ hơn. Mỗi một tầng đều giam giữ những ác quỷ từng gây tội nghiệt khi còn sống, bắt chúng phải nhận hết tra tấn. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến tầng 18, nơi từng trận gió thê lương rét mướt thổi ù ù. Ở đó, Diệp Huyên nhìn thấy một người đàn ông bị trói lại bởi 4 sợi xích sắt đen tuyền, bên dưới là ngọn lửa đang cháy. Là cửu u thần hỏa, chuyên dùng để thiêu đốt linh hồn. Nhưng người đàn ông này thật sự là quá mạnh, cửu u thần hỏa khiến ông ta phải chịu nỗi đau đớn, nhưng lại không cách nào giết chết ông ta. Diệp Huyên nhìn nhìn, thấy ông ta không có khí tức gì đặc biệt, trông chỉ như một phàm nhân. Đây chính là phá đạo giả. Khi Diệp Huyên đi đến, người đàn ông bỗng ngẩng đầu dậy. Diệp Huyên cau mày nhận ra ông ta không có đôi mắt. Ông ta khàn khàn cất giọng, cút. Diệp Huyên đưa tay, gọi kiếm của Niệm Tỷ Thiên Đạo ra. Người kia bỗng cau mày, khí tức của cô gái kia. Hiển nhiên là đang nói về Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên gật đầu, phải. Ông ta im lặng một hồi rồi hỏi, nàng ta bảo ngươi đến đây. Diệp Huyên hỏi ngược lại, lúc nàng đến đây có nói gì không? Đối phương, nói muốn giết ta. Diệp Huyên. Nhưng sau đó lại tha cho ta. Diệp Huyên, vì sao? Người đàn ông không trả lời. Diệp Huyên khẽ cười, ta đến đây vì quyển đạo kinh kia. Đối phương bỗng nhiên bật cười, khiến hắn hỏi. Tiền bối cười cái gì? Người đàn ông, người đã đi trên con đường của mình, cần gì phải chấp nhất với đạo kinh? Diệp Huyên lắc đầu, đường của mình là đường của người khác cũng là đường. Đường đến đại đạo có vạn lối đi, không cần cố chấp đi mãi trên một lối. Người đàn ông nghe vậy thì im lặng. Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối cho ta được không? Được. Ông ta nói xong, một quyển sách cổ màu đen đã bay đến trước mặt Diệp Huyên. Cảm ơn, cáo từ. Hắn cất nó vào rồi xoay người rời đi, bỗng nghe ông ta nói. Nàng ta không còn nữa, đúng không? Bước chân hắn dừng lại, gật đầu. Người đàn ông, ta rất kính nể nàng, không chỉ về sức mạnh. Diệp Huyên, tiền bối, ta nhiều lời mấy câu, hy vọng ông đừng giận. Ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên quay lại nhìn ông ta, tiền bối giam mình ở đây, hẳn là vì đã làm gì đó khiến bản thân hối hận, phải không? Thấy đối phương không đáp, hắn lại nói. Ta cũng từng làm một việc khiến bản thân hối hận cả đời. Nhưng ta sẽ không giam bản thân lại, vì đó chỉ là tránh né. Một người đàn ông có thể sai nhưng không thể trốn tránh. Sai là sai, mà thứ cho ta nói thẳng, trốn tránh là hèn nhát. Người đàn ông không nổi giận mà chỉ khẽ hỏi, người căn bản không biết ta đã làm gì cả. Ta đã giết chính người ta yêu nhất. Diệp Huyên, vì sao? Thân hình đối phương bỗng run lên, người biết trên ngự đạo là gì không? Hắn lắc đầu. Chính là thành đạo, biến bản thân thành 3.000 đại đạo, trở thành một trong số đó, để thành đạo cũng có vô số con đường, mà lựa chọn của ta, chính là dùng vô tình. Vô tình nghĩa là từ bỏ, không có gì dễ hơn từ bỏ trên đời này. Vì vậy, ta đã từ bỏ tất cả những ai bên cạnh ta, bao gồm người con gái ta yêu nhất, ta nói với nàng, đợi ta thành đạo rồi sẽ đến đón nàng, ngươi biết không? Nàng ngây ngốc đợi ta hơn 1.000 năm, cuối cùng thành một bộ xương trắng. Diệp Huyên thốt lên, xúc sinh. Người đàn ông cười ha hả, mắng hay lắm, hay lắm. Ta chính là một tên xúc sinh thứ thiệt.
Diệp Huyên, nhưng ông không thành công. Đối phương lắc đầu, đúng vậy. Vì sao? Đối phương cười to, vì ta không thể quên nàng. Ta không thể trở nên vô tình hoàn toàn, mà ta lại vì thành đạo mà từ bỏ nàng, nực cười lắm đúng không? Diệp Huyên không nói gì. Người đàn ông cười rồi lại khóc, ta không hối hận vì không thành đạo, chỉ hối hận vì lời hứa ấy, nếu ta không nói thế, không cho nàng chút mong đợi kia, nàng sẽ không chờ đợi ta lâu như vậy. Ta không ngờ, nàng lại xem lời của ta là thật. Ngốc quá đi, sao lại có thể tin vào lời hứa của đàn ông chứ? Diệp Huyên lắc đầu, vì nàng yêu ông, nên cho dù biết lời của ông có thể là giả, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Có lẽ đây chính là yêu, khi ta biết ngươi đang nói dối nhưng vẫn tin vào. Người đàn ông vẫn cất lên những tiếng cười bi thương, phải, nàng chọn tin ta, nhưng ta không xứng đáng với lòng tin ấy. Nàng chết rồi, ta mới có thể thành đạo, bởi khi ấy trên đời đã không còn gì để ta nhớ thương. Ta có thể thật sự trở thành vô dục vô cầu, trong lòng chỉ còn đại đạo, nhưng sau đó, ta lại phát hiện, khi ấy thành đạo còn ý nghĩa gì nữa chứ? Không còn. Không còn gì cả. Diệp Huyên im lặng. Hắn có chút kinh hãi khi biết được người này có thể thành đạo bất cứ lúc nào, nhưng lại lựa chọn tự giam mình ở đây, mãi mãi không tha thứ cho bản thân. Hắn thở dài, tiền bối cho rằng cô gái kia yêu ông thật không? Thấy ông ta nhìn mình, hắn nói, nếu nàng yêu ông sâu đậm đến vậy thì hãy nghĩ xem, nàng có muốn nhìn thấy ông tra tấn bản thân như thế này không? Ta nghĩ nàng sẽ không muốn. Hoặc là, nếu để nàng nhìn thấy ông làm vậy, nàng sẽ đau lòng đến mức nào? Ta có thể hiểu vì sao ông không tha thứ cho bản thân, nhưng ông như bây giờ cũng không có nghĩa lý gì hết. Hoặc là sống cho tốt, hoặc chết quách cho xong. Người đàn ông không nói gì. Diệp Huyên đang định mở miệng thì nghe ông ta nói, ngươi nói phải, nàng sẽ không muốn thấy ta như thế này, đã vậy thì. Sau đó, cơ thể ông ta bỗng bắt đầu tan biến với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Diệp Huyên cả kinh, mẹ nó, người này định chết đi thật. Có phải hắn nói sai gì rồi không? Thấy thân hình người đàn ông càng lúc càng mờ đi, Diệp Huyên vội vã lên tiếng, tiền bối, người. Ông ta chỉ khẽ cười, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyên, vì sao không chọn sống cho tốt? Người đàn ông cong môi đáp, vì đã không còn ý nghĩa. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nói, ta hiểu tiền bối. Đối phương bật cười, cảm ơn. Diệp Huyên khẽ thi lễ với ông ta rồi xoay gót rời đi, bỗng nghe ông ta nói. Thiếu niên, hãy nhớ kỹ, nếu không có năng lực thì đừng tùy tiện hứa hẹn với người khác. Ta biết. Diệp Huyên gật đầu, sau đó biến mất ở nơi xa. Sau lưng hắn, thân hình người đàn ông càng trở nên nhạt nhòa hơn, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Không ai biết được. Một trong những người mạnh nhất trên đời đã lặng lẽ tan biến như thế. Đạt đến thành đạo cảnh như ông ta, ngay cả đạo đình cũng không được mấy người. Đứng ở lối ra địa ngục, Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phức tạp, hắn vốn muốn khuyên vị tiền bối kia nghĩ thoáng lên, nào ngờ lại góp phần đẩy ông ta đến cái chết. Tuy chết đi là lựa chọn của đối phương, nhưng lại có liên quan mật thiết đến hắn. Nhưng nếu cho hắn cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ làm tương tự. Cuộc sống như thế kia còn không bằng cái chết. Diệp Huyên khẽ vỗ vào miệng mình, xem ra sau này phải ăn nói cẩn thận. Sau đó, hắn biến mất. Lần này, Diệp Huyên không chỉ đưa Tam Sinh, Vô Tâm rời khỏi âm phủ mà còn mang theo quyển đạo kinh và toàn bộ bảo vật của âm phủ. Trở lại vũ trụ ngũ duy rồi, hắn bèn giao chúng cho Quan Âm. Với yêu cầu duy nhất là tập trung bồi dưỡng cho nhóm A-La và những kiếm tu kiếm tông. Trong viện, Diệp Huyên ngồi đối diện với Diệp Chi Mệnh, ở giữa là Đạo Kinh. Quyển thứ 5, Đại Đạo. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, chỉ thấy nàng ta mở quyển Đạo Kinh ra, nhẹ giọng thì thầm, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Sau đó, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, trọng tâm của quyển này chính là đại đạo. Biết đạo là thiện, thiện đạo là minh, minh đạo là ngự. Nói xong, nàng ta đưa nó cho hắn, nó có thể giúp ngươi đạt đến ngự đạo cảnh.
Diệp Huyên lại không mở ra mà trả lại cho Diệp Chi Mệnh, ta hiện nay mới đến chứng đạo, không nên nhảy đến ngự đạo. Cô giúp ta xem võ học bên trong đi. Diệp Chi Mệnh gật đầu, được. Nàng ta chăm chú đọc một lượt, đoạn nói cho Diệp Huyên nghe tên của võ học đạo quyền. Lấy danh đại đạo, hóa đạo thành quyền, quyền chính là đại đạo. Diệp Huyên, lợi hại không? Chí ít gấp đôi cầu tử. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đạo kinh có 9 quyển, mà võ học trong 5 quyển sau đều mạnh hơn quyển trước. Tiếc rằng ngươi không có quyển thứ 6, bằng không thì có thể tu luyện thuật luyện thể trong truyền thuyết rồi. Diệp Huyên nhìn quyển sách, cứ từ từ thôi. Sẽ có ngày chúng ta thu thập đủ đạo kinh. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài. Những quyển đạo kinh còn lại, nếu không nằm trong tay đạo đình thì cũng nằm ở đạo chủng chi địa, muốn lấy được chúng còn khó hơn lên trời. Diệp Huyên, chúng ta nhất định có thể. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, nói, được. Diệp Huyên, ta chuẩn bị bế quan. Diệp Chi Mệnh, ta theo ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu bế quan tu luyện võ học đạo kinh. Đạo quyền, tức lấy đạo làm quyền. Đại đạo ra sao? Đại đạo vô hình. Không thể không nói, việc tu luyện đạo quyền này cực kỳ khó khăn, bởi nó là dành cho cường giả ngự đạo cảnh chứ không phải chứng đạo cảnh. Vì chỉ khi đạt đến ngự đạo cảnh mới biết được đại đạo là thế nào. Nhưng cũng may Diệp Huyên có Diệp Chi Mệnh hỗ trợ chỉ điểm, tuy con đường tu luyện vẫn còn trắc trở nhưng không đến mức bế tắc. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ ngũ duy càng phát triển tốt đẹp hơn. Chủ yếu là vì họ vô cùng đoàn kết, cùng nỗ lực vì một mục tiêu chung. Có sự giúp đỡ của nhóc màu trắng và các linh mạch, tốc độ khôi phục của ngũ duy chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Không những thế, thực lực tổng quát của vũ trụ ngũ duy cũng tăng lên vùn vụt, đặc biệt là kiếm tông khi gần như mỗi ngày đều có kiếm tu đạt đến độn nhất cảnh. Tất cả mọi người đều đang liều mạng. Không phải vì Diệp Huyên, không vì ngũ duy, mà vì bản thân mình. Trước kia, vì không có đường tiếp tục nên rất nhiều cường giả chỉ đến ngụy độn nhất đã dừng bước. Nhưng hiện nay đã có đường đi tiếp, chỉ cần bản thân có năng lực là có thể tiếp tục tiến bước. Vì vậy, mọi người đều dốc toàn bộ sức lực. Có nhiều khi, sự đoàn kết chỉ được duy trì bằng lợi ích. Diệp Huyên không phải thánh nhân, hắn không cho rằng nhân cách mình đủ thu hút để những cường giả ngũ duy liều mạng vì hắn. Hắn chỉ có thể dùng lợi ích buộc họ vào một chỗ, đồng thời khiến họ thay đổi. Chỉ cần có đủ lợi ích, họ sẽ tự thay đổi bản thân. Dù mâu thuẫn nội bộ vẫn còn, nhưng đều nằm trong phạm vi khống chế. Mà đạo đình cũng đang theo dõi tình huống của vũ trụ ngũ duy. Trong một gian đại điện sập sệ nọ, Bạch Đế Tử lặng lặng ngồi. Trước mặt ông ta là một lão già đang liên tục báo cáo tình hình ngũ duy. Một chốc sau, Bạch Đế Tử nhắm mắt lại, họa lớn. Đạo đình bây giờ không chỉ phải đối mặt với kình địch là đạo chủng chi địa, mà còn có thêm tai họa từ Diệp Huyên, quả thật không phải chuyện gì tốt. Lão già bên dưới thấp giọng nói, vũ trụ ngũ duy tuy chỉ có Diệp Huyên đạt đến chứng đạo cảnh, nhưng nhóm người A-La cũng có cơ hội rất lớn để làm điều tương tự. Hơn nữa, số lượng cường giả của chúng càng lúc càng nhiều. Chúng ta buộc phải tìm cách áp chế chúng, bằng không ngày sau chúng sẽ trở thành đại địch với đạo đình ta. Bạch Đế Tử bỗng hỏi, tình hình lưỡng giới uyên thế nào rồi? Sắc mặt lão già đanh lại, vẫn đang giằng co kịch liệt. Chúng ta đã mất 3 vị thần quân. 3 vị thần quân. Nghe vậy, Bạch Đế Tử cũng nghiêm mặt. Mỗi một vị thần quân đều đã đạt đến ngự đạo cảnh đỉnh cao, nhưng tổn thất đến 3 vị chứng tỏ chiến trận phải căng thẳng đến mức nào. Lão già, tình hình vô cùng nghiêm trọng, ngay cả chân võ thần quân cũng tự mình ra trận. Mà vũ trụ ngũ duy này, chúng ta phải tìm cách tiêu diệt chúng. Bằng không sau này sẽ không dễ dàng. Bạch Đế Tử đứng dậy, đi đến cửa đại điện, nhìn vào đống hỗn độn nơi xa. Đều là vết tích do Diệp Huyên để lại. Ông ta không khỏi nghĩ đến kẻ điên kia. Hắn giết một vị thiên vương và một vị thần tướng khi chỉ mới đến độn nhất cảnh. Mà hôm nay hắn đã đến chứng đạo cảnh, vậy sau này, đến ngự đạo cảnh thì sao? Bạch Đế Tử nhắm mắt lại. Một Diệp Huyên ở ngự đạo cảnh, sẽ khủng bố đến mức nào?
Đạo chủng chi địa là họa lớn, Diệp Huyên này cũng không kém. Một hồi sau, ông ta bỗng nói, các ngươi ở lại canh chừng, ta đến Đại Huyên một chuyến. Sau đó đã biến mất. Vũ trụ ngũ duy. Sau 5 ngày bế quan, Diệp Huyên rời khỏi gian phòng, đi vào vũ trụ. Ở đó, hắn chậm rãi siết tay thành quyền, không có một chút sức mạnh nào dao động bên trong. Một chớp mắt im lặng trôi qua, hắn bất thình lình tung nắm đấm. Quỳnh. Chi trong chốc lát, vũ trụ nơi xa bỗng dưng hoàn toàn câm lặng khi bị cú đấm này xóa sổ. Đạo quyền, có đại đạo ẩn chứa trong đường quyền. Uy lực của một điểm này có thể tùy tiện tiêu diệt một cường giả chứng đạo cảnh đỉnh cao, ngay cả ngự đạo cảnh cũng khó mà đón đỡ. Diệp Chi Mệnh bỗng xuất hiện cạnh Diệp Huyên, hạ giọng nói, ta vừa nhận được tin tức, Bạch Đế tinh quân của đạo đình đã khởi hành đến Đại Huyên của ta. Diệp Huyên cau mày, họ muốn mượn sức Đại Huyên. Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải. Diệp Huyên nhìn nàng ta, vậy Đại Huyên sẽ hợp tác chứ? Diệp Chi Mệnh hạ giọng, nếu đạo đình bằng lòng giúp họ rửa sạch tội ác, xóa bỏ hình phạt, thì Đại Huyên chắc chắn sẽ đi theo. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô nghĩ thế nào? Diệp Chi Mệnh không nói. Diệp Huyên, cô không muốn Đại Huyên theo đạo đình, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đó là quê hương của ta. Diệp Huyên, chúng ta đi Đại Huyên. Diệp Chi Mệnh nhìn sang, nghe hắn nói, ta cùng cô trở về. Thấy nàng ta im lặng, hắn tiếp tục. Ta cùng cô về đó, khuyên Đại Huyên không nên nghe theo đạo đình. Diệp Chi Mệnh hạ giọng, họ không đồng ý thì sao? Diệp Huyên, thì ta diệt họ. Diệp Chi Mệnh. Sau đó, hai người rời khỏi vũ trụ ngũ duy, đi đến Đại Huyên. Diệp Huyên ngự kiếm trong vũ trụ, kế bên là Diệp Chi Mệnh. Nàng ta nhìn thoáng qua hắn, phát hiện sau khi Mộ Niệm Niệm qua đời, hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn hay cười đùa, cũng không thích dùng mưu kế như trước kia. Thủ đoạn của hắn bây giờ tàn nhẫn hơn xưa nhiều lắm, tỉ như tiêu diệt âm phủ. Nếu là trước kia, Diệp Huyên nhất định sẽ ra tay thu phục, để họ quy thuận, nhưng giờ đây hắn trực tiếp xóa sổ toàn bộ âm hồn ở âm phủ. Diệp Chi Mệnh khẽ thở dài, biết rằng Diệp Huyên cà lơ phất phơ sẽ không trở lại nữa, ít nhất là trong thời gian sắp tới. Chừng một canh giờ sau, cả hai đi đến trước một vực sâu rộng mấy nghìn trượng, mây mù lượt lờ, không nhìn thấy đáy. Diệp Chi Mệnh, đây chính là Đại Huyên. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta đi xuống thôi. Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cả hai. Ông ta vừa thấy Diệp Chi Mệnh thì ngẩn ra, đoạn cười lớn, tiện nhân nhà mi còn dám trở lại. Mi. Nhưng Diệp Huyên đã lao tới, dùng tay trái tóm lấy vai ông ta, tay phải lụi kiếm xuyên bụng. Phập. Một dòng máu phun ra sau lưng người đàn ông. Ông ta trợn tròn hai mắt, trừng hắn với vẻ khó tin, ngươi. Diệp Huyên chỉ rút kiếm ra, nói kiếp sau ăn nói đàng hoàng vào. Đoạn hắn quay sang Diệp Chi Mệnh, xem ra cô không được chào đón ở đây lắm. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên đi đến trước mặt, nắm lấy tay nàng ta đi về trước, Đại Huyên không chào đón cô, ta chào đón cô. Diệp Chi Mệnh im lặng, bỗng nhiên cảm nhận được nỗi bi thương dâng lên trong lòng. Người trong tộc, hóa ra còn không bằng người ngoài. Đại Huyên. Sau khi trò chuyện cùng Diệp Chi Mệnh, Diệp Huyên đã có hiểu biết khái quát về nơi này. Thực lực tổng thể của họ không hơn đạo đình nhưng cũng không gọi là yếu. Mấu chốt nhất là Đại Huyên chính là người bảo vệ đạo kinh. Có điều thân phận này không những không mang lại vinh dự, ngược lại còn trở thành gông xiềng cùm lên cổ họ. Chỉ có những kẻ tội đồ mới bị phạt phải bảo vệ đạo kinh. Mục đích của Đại Huyên vô cùng đơn giản, đó là lấy lại tự do. Nhưng để làm được điều đó lại khó khăn vô cùng. Trong một gian nhà gỗ, có hai ông lão ngồi đối diện nhau. Một người chính là Bạch Đế Tử, người còn lại là Huyên chủ đương nhiệm của Đại Huyên Khâu Lâm. Khâu Lâm nhìn người kia, lời tinh quân vừa nói là thật chăng? Bạch Đế Tử gật đầu. Khâu Huyên chủ cho rằng ta đến đây chỉ để nói đùa với ông. Thấy đối phương không lên tiếng, ông ta tiếp tục. Chỉ cần Đại Huyên bằng lòng hợp tác cùng đạo đình,
chúng ta sẵn sàng trợ giúp Đại Uyên bỏ đi lớp gông xiềng trên thân. Khâu Uyên chủ hẳn là biết, nhìn khắp chư thiên, chỉ đạo đình ta có năng lực này. Uyên chủ nói, ông muốn Đại Uyên đối phó Diệp Huyên. Bạch đế tử gật đầu, phải. Rất thẳng thắn. Khâu Lâm im lặng. Vũ trụ ngũ duy bây giờ đã không còn như xưa. Ông ta cũng nghe nói về việc xảy ra giữa đạo đình và ngũ duy, cũng biết Diệp Huyên là một nhân vật khó đối phó. Bạch đế tử cười, ta biết các hạ có chút kiêng kỵ Diệp Huyên, nhưng các hạ cũng nên biết, sở dĩ đạo đình ta hiện nay không thể tiêu diệt hắn là vì đại quân của chúng ta đang ở lưỡng giới Uyên. Một khi chiến sự nơi ấy kết thúc, đạo đình muốn tiêu diệt Diệp Huyên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta hiện nay không có biện pháp xử lý hắn, vì vậy mới muốn nhờ đến sức mạnh của Đại Uyên. Tuy thực lực vũ trụ ngũ duy bây giờ không tệ nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đây chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt chúng. Khâu Lâm nhìn lại, Tinh Quân, theo ta được biết, Diệp Huyên là người duy nhất bước vào đạo đình và toàn mạng trở ra. Bạch đế tử cười, không sai, nhưng chỉ vì cường giả của chúng ta đều đã ở lưỡng giới Uyên cả. Khâu Lâm đang toan mở miệng thì thấy một ông lão khác xuất hiện trong nhà gỗ, thấp giọng bẩm báo, nhà đầu Chi Mệnh đã đưa Diệp Huyên đến. Nghe đến cái tên này, Bạch đế tử nheo mắt lại. Hắn lại đến đây ư? Có nên lánh mặt không? Tất nhiên là không. Bây giờ mà lánh đi chẳng khác nào đang nói mình sợ hắn. Khi ấy không chỉ mất mặt bản thân, mà còn mất mặt cả đạo đình. Khâu Lâm nhìn Bạch đế tử. Thấy thần sắc ông ta vẫn vững vàng thì nói. Mời vào. Diệp Huyên không phải nhân vật tầm thường, Đại Uyên cần phải đối xử thận trọng. Không lâu sau, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh tiến vào nhà gỗ. Thấy Bạch đế tử ở đây, đôi mày Diệp Chi Mệnh khẽ cau lại. Diệp Huyên cũng nhìn sang, thấy Bạch đế tử mỉm cười, Diệp công tử, đừng đến. Diệp Huyên bỗng rút kiếm chém ra. Xoẹt. Một luồng kiếm quang bay vút đến khiến Bạch đế tử nheo mắt. Mẹ nó, mắc gì vừa gặp đã ra tay thế này. Ông ta vung tay lên, gọi một tấm khiên tròn vàng óng ra, nhưng nó lập tức vỡ vụn trong một tiếng huỳnh. Bạch đế tử, Diệp công tử, Đạo Đình và Ngũ Duy là đối thủ, nhưng chúng ta... Diệp Huyên biến mất. Bạch đế tử biến sắc, cả người run lên, không còn bóng dáng. Khi xuất hiện lại, ông ta đã cách đó cả vạn trượng. Diệp Huyên sửng sốt. Chạy gì mà lẹ vậy? Khâu Lâm cũng ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên kỳ lạ. Bạch đế Tinh Quân có thế mà đã chạy rồi. Thế này thì còn nói chuyện kiểu gì nữa? Diệp Chi Mệnh bỗng lên tiếng, tộc trưởng muốn hợp tác cùng đạo đình sao? Khâu Lâm nhìn nàng ta, họ có thể giúp chúng ta xóa đi tội nghiệt. Diệp Chi Mệnh im lặng. Đạo đình quả thật có năng lực đó. Nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, nghe hắn nói vậy là Đại Uyên đã quyết hợp tác cùng đạo đình. Khâu Lâm đáp, Diệp công tử muốn chúng ta không hợp tác cùng họ cũng được, chỉ cần công tử bằng lòng giao đạo kinh ra, ta có thể bảo đảm Đại Uyên sẽ không đứng cùng đạo đình. Diệp Huyên chỉ nhắm mắt lại, Chi Mệnh, vào tháp. Diệp Chi Mệnh im lặng một hồi. Sau đó nghe lời vào tháp. Thấy Diệp Huyên gọi kiếm trấn hồn ra, Khâu Lâm biến sắc ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên, đạo đình là kẻ địch của Diệp Huyên ta, Đại Uyên đã lựa chọn theo chúng, tức cũng muốn chống lại ta. Đã vậy, ta đây thiên hạ thủ vi cường. Khâu Lâm cả giận quát lên, Diệp Huyên, ngươi dám sao? Nơi đây là Đại Uyên, không phải Ngũ Duy, nếu ngươi... Diệp Huyên ngắt lời. Nơi này nguy hiểm hơn đạo đình sao? Khâu Lâm cứng họng. Đúng lúc ấy, mười mấy cường giả đã tụ tập bên ngoài gian nhà, người thấp nhất cũng đến độn nhất cảnh. Diệp Huyên chỉ biến mất, sau đó là từng tiếng hét thảm vang lên bên ngoài. Khâu Lâm biến sắc, vội vã tháo chạy khỏi gian nhà, nhìn thấy ba cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Tất cả đều là cường giả chứng đạo cảnh. Chỉ trong mấy giây mà thôi. Diệp Huyên đã có thể giết được ngần này. Những người khác ngây ra. Diệp Huyên nói với Khâu Lâm, không để Đại Uyên đi theo đạo đình là tốt cho các người, không phải tốt cho ta. Khâu Lâm trừng mắt nhìn hắn.
Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện cạnh Diệp Huyên. Vừa thấy nàng ta, sắc mặt Khâu Lâm đã tràn ngập dữ tợn, sao hả? Nghi cố tình mang hắn đến đây để giễu võ dương oai với Đại Huyên sao? Diệp Chi Mệnh khẽ cau mày, Diệp Huyên lại biến mất. Khâu Lâm biến sắc, nắm tay phải thành quyền. Chỉ trong phút chốc, nắm đấm bị một ngọn lửa trắng bao trùm, sau đó ông ta đấm ra. Xoẹt! Nhưng một tia kiếm quang đã xuyên thủng ngọn lửa, chém cho cánh tay Khâu Lâm bay ra ngoài. Sau đó, mũi kiếm đã đặt giữa trán ông ta. Khâu Lâm ngây dại, mình mà bại chỉ sau một chiêu thôi sao? Diệp Chi Mệnh toan mở miệng, nhưng Diệp Huyên đã vung kiếm. Xoẹt! Thủ cấp Khâu Lâm bay ra ngoài, máu phun tung tóe. Những cường giả Đại Huyên còn lại biến sắc nhưng không ai dám ra tay. Diệp Huyên chỉ dùng một kiếm duy nhất đã giết Khâu Lâm, trình độ này đã đạt đến mức nào rồi chứ? Bản thân Diệp Chi Mệnh cũng ngây ngẩn, không ngờ Diệp Huyên có thể chém đầu Khâu Lâm chỉ bằng một kiếm. Sao người này tự dưng trở nên ác liệt đến mức chỉ cần nói chuyện không hợp nhau là cầm kiếm giết người vậy? Diệp Huyên bỗng nói, cô làm Huyên chủ Đại Huyên đi. Những người khác sửng sốt, sau đó bắn những cái nhìn bất thiện sang Diệp Chi Mệnh. Nàng ta lắc đầu, không được. Diệp Huyên bỗng lấy ra năm quyển đạo kinh, nói với những cường giả Đại Huyên, ta có năm quyển đạo kinh, của ta chính là của Diệp Chi Mệnh. Nàng trở thành Huyên chủ Đại Huyên chính là bạn của Diệp Huyên ta. Bọn họ đồng loạt im lặng. Lúc này, một ông lão bỗng bước ra hỏi, nghe nói các hạ chia sẻ đạo kinh với cường giả Ngũ Duy, là thật chăng? Diệp Huyên, bằng không thì làm sao Ngũ Duy lại có nhiều cường giả độn nhất cảnh như vậy? Ông lão, năm quyển đạo kinh này, các hạ đều bằng lòng chia sẻ sao? Diệp Huyên, ta chỉ nguyện cùng chung với người bên mình. Ông lão im lặng một hồi, quay sang Diệp Chi Mệnh, nhà đầu, người cũng đã xem qua. Nàng ta gật đầu. Ông lão thở dài, lòng dạ Diệp công tử, lão hủ bội phục. Sau đó lại nhìn Diệp Chi Mệnh rồi nói, từ giờ phút này, Diệp Chi Mệnh chính là Huyên chủ Đại Huyên đương nhiệm. Ai phản đối? Những người khác trố mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đạo kinh. Diệp Huyên thật sự bằng lòng chia sẻ nó. Về phần Khâu Lâm, đã sớm rơi vào quên lãng. Diệp Huyên nói với Diệp Chi Mệnh, chúc mừng, cô đã là Huyên chủ Đại Huyên rồi. Sau một hồi im lặng, nàng ta nhìn sang ông lão vừa lên tiếng, Lê Nguyên Thúc, hãy cho toàn bộ cường giả Đại Huyên đến vũ trụ Ngũ Duy. Thấy Lê Nguyên tỏ ra do dự, Diệp Chi Mệnh lại nói. Phàm là người đến Ngũ Duy, chỉ cần đủ điều kiện về cảnh giới và thực lực, ta sẽ giảng giải đạo kinh, giúp người ấy đột phá. Lê Nguyên còn chưa lên tiếng, đã có một cường giả vội nói, ta bằng lòng đi. Những người còn lại cũng rối rít bày tỏ đồng ý. Lê Nguyên không cho ý kiến, nhưng Diệp Chi Mệnh vẫn không rời mắt khỏi ông ta. Lê Nguyên là đại trưởng lão, rất có danh vọng ở Đại Huyên, có sức ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ông ta bỗng dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Chi Mệnh, vị Diệp công tử này đã đến trình độ nào? Sau một hồi im lặng, nàng ta đáp, có thể giết ngự đạo cảnh tùy thích. Nghe vậy, Lê Nguyên chậm rãi siết tay lại, sau đó nói. Đến vũ trụ Ngũ Duy. Chỉ như thế, Đại Huyên đã gia nhập với Ngũ Duy, khiến thực lực của Ngũ Duy đạt đến quy mô chưa từng có trước đây. Có thể nói, họ đã không hề thua kém gì Đạo Đình, chỉ có điều những cường giả đứng đầu lại không sánh bằng. Nhưng Diệp Huyên cũng biết, chuyện này không thể vội vàng. Chấm chấm chấm. Đạo Đình. Sau khi nghe tin Đại Huyên hợp tác với Ngũ Duy, sắc mặt Bạch Đế Tử trở nên xấu xí vô cùng. Ông ta không ngờ Diệp Huyên sẽ thẳng thừng ra tay với Khâu Lâm, sau đó dùng đạo kinh dụ dỗ Đại Huyên. Thủ đoạn quả thật vô cùng cao minh. Bạch Đế Tử nhắm mắt lại, sau đó nói, không thể tiếp tục chiến đấu cùng đạo chủng chi địa nữa. Ông ta đứng dậy, lên đường đến lưỡng giới Huyên. Người bên đó còn không biết Diệp Huyên đã khủng khiếp đến mức độ nào. Chấm chấm chấm. Sau khi đưa các cường giả Đại Huyên đến Ngũ Duy, Diệp Huyên bước vào vũ trụ, ngồi cách bản thể của Mộ Niệm Niệm một đoạn, lẳng lặng nướng cá, nói.
Niệm tỷ à, vũ trụ ngũ duy đang tốt lên từng ngày, nhưng tỷ lại không thấy được. Không ai đáp lời. Diệp Huyên, ngũ duy sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn, ta sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, từ bầu trời cho đến mặt đất này. Vẫn không có ai. Hắn bỗng trầm mặc một hồi lâu, nói, Niệm tỷ, ta muốn báo thù. Ta muốn giết sạch những kẻ ở đạo đình, ta nhất định sẽ làm được. Vũ trụ tĩnh lặng. Diệp Huyên nhìn vào lòng biển sao, khẽ nói, Bạch Đế Tử đang nghĩ gì? Chắc chắn đang tìm cách giết ta, nhưng đạo đình không có cường giả, chỉ còn một biện pháp duy nhất, là đình chiến với đạo chủng chi địa. Nhưng họ sẽ chịu sao? Dưới tình huống bình thường thì chắc chắn không, nhưng nếu đạo đình nhượng bộ thì sao? Nói đến đây, hắn lại nhìn vào đống lửa trước mắt, thực lực tổng thể của ngũ duy hiện nay không bằng đạo đình. Nếu khai chiến trực diện với đạo đình thì sẽ không chịu nổi. Vì vậy không thể để chúng đình chiến thành công. Nhưng phải làm sao mới khiến hai bên tiếp tục đánh nhau? Hắn nhìn sang Mộ Niệm Niệm, nếu Niệm tỷ ở đây thì sẽ làm gì? Không một câu trả lời. Bỗng nhiên, Quan Âm xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, thấp giọng nói, người đạo chủng chi địa đến. Diệp Huyên nhìn sang, đạo chủng chi địa. Quan Âm gật đầu. Thấy sắc mặt ả ta có phần kỳ quặc, hắn hỏi chuyện gì? Quan Âm, bọn họ đến cầu hôn. Diệp Huyên ngẩn ra, cầu hôn? Hôn hiếc gì ở đây? Quan Âm, đạo chủng chi địa muốn người gã sang cho thần nữ của họ, còn chỉ đích danh muốn người dùng đạo kinh làm của hồi môn. Diệp Huyên, cảm xúc Diệp Huyên ngổn ngang theo gió giữa vũ trụ. Bảo hắn gả cho thần nữ của đạo chủng chi địa á. Gả sang. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, cô chắc là bọn họ dùng từ này chứ. Thấy ả ta gật đầu, hắn lầm bầm. Đạo chủng chi địa này thú vị phết. Quan Âm hỏi, người định thế nào? Diệp Huyên, đi gặp một chút xem. Hai người khởi hành. Vừa đặt chân vào kiếm điện, Diệp Huyên đã nghe một giọng nói quái gở vang lên. Ôi chao, không hổ là người đứng đầu ngũ duy, cao quý quá nên mới để chúng ta phải chờ đợi lâu đến vậy. Hắn nhìn sang, thấy đó là một nam thanh niên mặc áo bào sa hoa, tay cầm kiếm. Bên cạnh gã ta là một ông lão mặc áo bào màu nhạt, thoạt nhìn nho nhã vô cùng. Người của đạo chủng chi địa. Thấy hắn đi đến, ông lão đứng dậy ôm quyền, lão hủ Chu Kiến Thâm, tham kiến Diệp công tử. Diệp Huyên cười, mời Chu lão ngồi. Chu Kiến Thâm cúi đầu, mời Diệp công tử. Hai người an tọa rồi. Thanh niên kia lại cười khẩy. Diệp công tử đúng là thân phận cao quý, khiến chúng ta phải đợi lâu. Chu Kiến Thâm chỉ bưng tách trà lên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn gã thanh niên, ngươi là. Đối phương cười nhạt, đạo chủng chi địa, Hách Liên kiếm, kiếm tu đứng đầu thế hệ trẻ. Diệp Huyên nhìn sang Chu Kiến Thâm, chỉ thấy ông cười khổ, Diệp công tử, Hách Liên công tử cũng vâng mệnh đến đây. Ý bảo ông ta không quản được. Diệp Huyên cười cười, nói ta nghe bạn ta nói rằng các người muốn ta gả sang đạo chủng chi địa, còn chỉ đích danh muốn ta dùng đạo kinh làm của hồi môn. Chu Kiến Thâm chưa kịp mở miệng thì Hách Liên kiếm đã giành trước, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên nhếch môi, chẳng lẽ không nên có? Hách Liên kiếm, vũ trụ ngũ duy này sở dĩ còn tồn tại là vì đạo chủng chi địa chúng ta đang ngáng chân đạo đình. Nếu không có chúng ta thì các ngươi đã sớm tan xác rồi. Gã cười nhạt, người thật sự tin rằng thiên đạo ngũ duy gì đó cứu các ngươi ư? Không, đó là đạo chủng chi địa chúng ta. Chu Kiến Thâm khẽ nhíu mày nhưng không có bất kỳ lời lẽ hay hành động nào ngăn cản. Diệp Huyên nhìn ông ta, chỉ cười không nói. Thấy vậy, Hách Liên kiếm cau mày, người có ý gì? Diệp Huyên cười. Hay là Hách Liên công tử ra ngoài một chút cho bình tĩnh lại. Đôi mắt Hách Liên kiếm nheo lại, tay siết lấy kiếm, người muốn thử xem kiếm của ta có sắc bén hay không à? Diệp Huyên khẽ cười, Hách Liên công tử, ta không biết ai phái người đến đây, nhưng ta biết người đó chắc chắn không tốt đẹp gì. Đối phương biết người không khôn khéo lại còn kiêu ngạo, phái người đến đây chỉ muốn ta kết liễu ngươi mà thôi. Ta cũng không biết mục đích của người ấy là muốn ta giết ngươi. Hay muốn gây ra xích mích giữa ta và đạo chủng chi địa, hoặc là cả hai. Nói xong, hắn hỏi Chu Kiến Thâm, ta nói đúng chứ các hạ.
Chu Kiến Thâm chỉ nhìn lại, không nói gì. Sắc mặt Hách Liên Kiếm trở nên xấu xí, ngươi có ý gì? Diệp Huyên, ngươi tự suy nghĩ đi. Hách Liên Kiếm trầm tư một hồi, đoạn như nghĩ đến gì đó, giọng run run, không. Nàng sẽ không làm vậy, nàng tuyệt đối không có ý này. Diệp Huyên chỉ nhàn nhã hấp một ngụm linh trà, nói. Hách Liên công tử suy nghĩ cho kỹ càng, các hạ có thể đi đến hôm nay, chắc chắn không phải hạng hữu dũng vô mưu, suy nghĩ cặn kẽ là ra thôi. Tay Hách Liên Kiếm siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, sắc mặt xanh mét. Chẳng lẽ người kia thật sự muốn gã bỏ mạng? Vào lúc này, Diệp Huyên quay sang Chu Kiến Thâm, các hạ, có thể bàn chính sự được rồi. Ông ta khẽ nói, chăm nghe không bằng một thấy. Diệp Huyên chỉ cười, tỷ tỷ ta có nói, về sau bàn việc cùng ai cũng phải suy nghĩ cặn kẽ, cẩn tắc vô ưu. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ nàng không có ở đây, ta không thể, cũng không được phép hành sự tùy thích nữa. Mộ cô nương là một vị kỳ nhân. Chu Kiến Thâm cảm thán rồi nói, Diệp công tử, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta muốn liên hôn cùng công tử. Diệp Huyên, các người muốn đạo kinh. Chu Kiến Thâm, người khác sẽ chấp nhận cách nói liên hôn này, cậu thấy thế nào? Diệp Huyên cười, nếu ta không đồng ý. Bạch Đế Tinh Quân đã đến vực thiên giới, hai bên tạm thời đình chiến. Đánh hay không đánh? Quyền chủ động nằm trong tay đạo chủng chi địa chúng ta. Chu Kiến Thâm bình thản nói, nhìn vào Diệp Huyên, hay nói đúng hơn là nằm trong tay Diệp công tử. Diệp Huyên không đáp. Chu Kiến Thâm cũng chỉ khoan thai uống trà, không chút hấp tấp. Chỉ có Hách Liên Kiếm vẫn còn rơi vào trầm tư, nhưng sắc mặt càng ngày càng kém. Suýt nữa bị người giật dây như rối, ai lại vui vẻ bao giờ? Diệp Huyên bỗng hỏi, vị thần nữ kia là người thế nào? Chu Kiến Thâm, nghĩa nữ của thượng chủ, cũng là người quản lý đạo chủng chi địa hiện nay, chúng ta đến đây theo mệnh lệnh của nàng. Diệp Huyên cười hỏi, nàng bảo các người đến cầu hôn, muốn ta gả sang cho nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.